đừng sâu quá. Hơi có bụng một chút xíu càng tốt. Hơi có bụng á? Dạ. Chị phụ nữ thì phải nhõng nhẽo một tí mới dễ thương, mới đáng yêu chứ bạn. Đúng rồi đó, chị nói nhõng nhẽo một tí thôi được, chứ đừng nhõng nhẽo quá. Nhẽo quá như thế nào là quá? Quá như hát cái lương anh ơi em ơi. Xin mời bạn nữ. Chào bạn, bạn tên là gì? Em tên là Yến Như ạ. Yến Như, Như nó lớn lên tí xíu nha. Dạ. Như năm nay bao nhiêu tuổi? Em 25 ạ. 25, hiện giờ đang làm công việc gì? Em làm cho công ty truyền thông bên mảng bất động sản. Tưởng đâu làm bên thời trang chứ thấy fashion quá trời, model quá trời. Xin mời chàng trai. Chào bạn. Chào Vũ Linh. Mời bạn ngồi. Bạn có nghe bạn gái bên kia tên gì chưa? Nhưng em không nhầm là tên Duyên. Ấy tên Như. Như 25 tuổi. Dạ. Đang làm một công ty truyền thông. Dạ. Còn bạn tên là gì? Mình là Vinh. Nghề nghiệp là kỹ sư cơ khí. Năm, bao nhiêu tuổi? Năm nay 30 tuổi. 30 tuổi. Bạn quê ở thành phố ở đâu hay là dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ. Từ nhỏ luôn. Dạ. 30 tuổi rồi mà đến đây tôi cũng chưa có cảm nhận rằng bạn ấy mới phải đến đây, bởi vì con người cũng rất đẹp trai phải không? Nói chuyện lưu loát có duyên. Duyên của em là chưa tới nên không có được hợp nhau, không có thành. Vậy còn bạn bên đây thì bạn rất là modern, rất là thời trang, rất là xinh, da thì trắng như bông bưởi vậy. Mình nghĩ bạn cũng rất đào hoa chứ, tại sao phải cần đến chương trình để mai mối cho mình ha? Rồi thì nãy em cũng nói với anh Bùi Linh là cái duyên bên đây, tôi hỏi bên đây, bên kia lanh quá. Bên đó bộ bên đó cũng trắng như bông bưởi luôn hả? Bên đây trắng như bông bụt. Lát chị thấy biết có thể chia sẻ với mọi người. Cái lý do đầu tiên là em nghĩ chắc là do công việc của em. Trước đây em có một giai đoạn là em ở Buôn Ma Thuột, xong có một giai đoạn em lại quay trở về thành phố em làm việc lại. Vì thay đổi cái nơi ở như vậy á, nên là nó cũng ảnh hưởng nhiều tới cái chuyện là tìm hiểu. Dạ, công việc tập trung nhiều quá nên em cũng không có nhiều thời gian cho tìm hiểu về cái mảng tình cảm. Vậy bây giờ nếu như bắt đầu công việc hẹn hò thì bạn có sắp xếp thời gian để hẹn hò được không? Dạ được chứ chị. Tại vì em thấy thực ra 25, 26 thì cũng nên suy nghĩ một chút xíu tới. Đúng rồi. Chuyện lâu dài. À, mẫu người bạn trai mà bạn mong muốn là gì? Thực ra em không có một cái mẫu về ngoại hình cụ thể. Em chỉ cần là nói chung đừng xấu quá. Hơi có bụng một chút xíu càng tốt. Hơi có bụng á? Dạ. Có mẫu người lý tưởng nào không cho dễ hình dung không? Cái mẫu người mà nam giới mà em thích thì lại quá đẹp trai rồi. Adam Levine của nhóm Maroon 5. Dạ, ít quá. Dạ. Nên là trong đời sống em cảm thấy là nếu như mà mình cảm thấy có cái gì đó mà có duyên đó với nhau á, tự nhiên thấy mến mến thôi thì là có thể tìm hiểu được rồi, chứ không bắt buộc là phải ngoại hình là đẹp trai hay là như thế nào đó. Rồi bây giờ mới hỏi tới bạn trai bên kia nè. Dạ. Rồi mẫu người bạn gái của bạn là gì? Mẫu người của em cũng đơn giản chị ơi, chỉ cần là cao, chiều cao cũng 1m60 thôi, 1m60 thôi. Rồi thì mái tóc dài, chủ yếu mái tóc dài, tại vì em rất thắng được mái tóc dài. Tóc ngắn được không? Tóc ngắn là ok chia tay. Ủa sao kỳ vậy? Ủa, yêu bằng cái tâm hồn, yêu bằng tính tình chứ tại sao bằng mái tóc ngắn là chia tay? Không, tại vì cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam là đặt vô cái là mái tóc dài liền á, nên em rất thích là mái tóc dài. Anh ơi, vậy thì cho em xin phép một chút xíu. Nếu như vậy thì em nghĩ là nên thay đổi lại một chút, từ vì em vừa mới xuống tóc cách đây có 2 hôm thôi ạ. Tại vì và thực sự là mái tóc em không dài là cái thứ nhất, và cái thứ hai em nghĩ là tiêu chuẩn đánh giá một người phụ nữ Việt Nam thì không phải dựa vào cái chuyện mà độ dài độ ngắn của mái tóc, mà quan trọng là dài ngắn của cái tư duy và cái cách mà mình xử sự trong đời sống với nhau thôi. Nhưng mà theo anh đó là mái tóc dài rất có duyên đối với người phụ nữ. Vậy mái tóc ngắn không có duyên hả? Em đang tính hỏi câu đó. Không, tại vì cái dáng của người phụ nữ đó, lúc mà nhìn xa xa mái tóc dài thì rất là đẹp trước ha, còn mái tóc ngắn thì không có độ đó. Cái này hơi cục bộ phải không? Hơi cực thấy hoa tính. Không, nhưng mà không sao đâu, rồi tóc sẽ mọc ra thôi, rồi mình sẽ để dài. Ngoài cái chuyện mà sắp tóc ra, bạn cần người đó như thế nào? Về nếu mà về tính tình thì dịu dàng, đừng có nhõng nhẽo. Em không thích nhõng nhẽo. Sao vậy, phụ nữ thì phải nhõng nhẽo một tí mới dễ thương, mới đáng yêu chứ bạn. Đúng rồi đó, chị nói nhõng nhẽo một tí thôi được, chứ đừng nhõng nhẽo quá. Nhẽo quá như thế nào là quá? Quá như hát cái lương anh ơi. Thế nhưng bạn có nhõng nhẽo không? Dạ không ạ. Nhìn bạn cũng có vẻ rất là mạnh mẽ. Mà em nghĩ thì thường phụ nữ mà mẫu bên ngoài mạnh mẽ thì chứng tỏ là họ chưa tìm được một chỗ dựa. Rồi cái điều gì bạn không thích ở người bạn trai của mình? Quá ích kỷ và keo kiệt. Ích kỷ và keo kiệt. Với yếu tố thứ hai là nói nhiều quá, cũng không thích. Nói gì, bạn có nói nhiều không?
Thực sự là có chị, nhưng mà em nghĩ là tùy hoàn cảnh thôi. Ví dụ như là ở bên cạnh những người thân quen và không khí nó là cần một bầu không khí thoải mái và thân thiện với nhau, thì cái chuyện mà mình nói nhiều hơn cũng khiến người ta cảm thấy là mình cởi mở. Thấy bạn cũng khó đó chứ đâu phải bạn trai bên kia khó đâu. Vậy mới ế tới giờ chị. Cặp đôi này mình nên hạ cái tiêu chuẩn mình xuống một tí đi. Đúng để rồi. Mình gần nhau hơn chứ ai cũng khó như vậy làm sao mà gần nhau được. Thấy bên đây cũng khó đó, đây không ít hơi ích kỷ về mình á, cái gì cũng muốn bạn gái. Còn mình sao? Bạn có thấy tật xấu của bạn không? Thì cái đó em cũng nhận ra cái khuyết điểm của em mà. Khuyết điểm của bạn có bao nhiêu khuyết điểm, bạn có thể tự kể ra? Thì hơi lạnh lùng. Lạnh lùng. Rồi gì nữa? Hay quên. Bây giờ kéo màn lên mình coi cái anh bên đó, ảnh ok đồng ý bạn cũng cái nhìn đầu tiên cũng được hết rồi. Nhưng bây giờ là thường phụ nữ thì không thích người ta áp đặt mình, chỉ thích làm theo cái gì mà mình cảm nhận. Bây giờ bên đó yêu cầu đầu tiên, em muốn anh hẹn hò với em, anh em phải để đầu tóc dài lại, thì em có làm không? Dạ bình thường chị, tại vì cũng giống như kiểu bao nhiêu chị em khác cũng thích làm điệu, nên là lúc thì để tóc dài, lúc thì để tóc ngắn. Nghĩa là giờ mình mới xuống tóc xong, bây giờ bạn trai biểu để tóc dài nữa là sẽ để lại đúng không? Bình thường ạ. Bình thường rồi. Dạ. Được rồi, cảm ơn bạn. Chào chị. Trời ơi, mặt mày cũng dễ thương mà sao khó chịu vậy? Nói gì khó chịu? Khó chứ. Không, nếu mà chị nói khó thì em nói gì, nhìn chị ngoài đời đẹp hơn ở trong TV. À, cái đó thì chị cảm ơn em. Vậy em khó vậy? Khó chứ. Ủa em biết em khó gì? Khó, tại vì cái chuyện mà chị đẹp hơn là cái ai cũng nói với mình em. Chị cảm ơn em, cái con chị lịch sự thôi. Dạ em bị hối. À, và bây giờ vấn đề là mình tìm bạn gái á, mình hạ xuống một chút xíu. Dạ. Đôi bên nó dễ tới với nhau hơn, chứ mình khó quá, căng thẳng quá, nó thành một cái rào không cản. Không có gì về bổ sung vô, có gì bổ sung sửa lại. Chứ bên đây thì rất là dễ thương, có điều tóc ngắn, nói trước. Thì tóc có thể mọc lại mà chị. Nhưng nếu không mọc thì sao? Sao không mọc là sao không mọc anh? Là họ để cho đó, cứ ta con cá tính là thích tóc ngắn sao? Không muốn cắt, người ta không muốn để dài. Tóc ngắn rất dễ thương chứ bộ, em có biết bài hát của Mỹ Linh không? Quan điểm đó là nó kỳ cục lắm, nó cục bộ. Quan điểm thì cũng đúng là hơi cục bộ đó. Con người ta tốt hết trơn, giờ chỉ cái đầu tóc ngắn không chịu. À, được ok. À, em. Lập trường không vững cũng không được luôn. Không được em ơi, lập trường không vững không có được. Rồi, nhìn cô gái bên kia. Trời, tóc ngắn đẹp chứ bộ. Nghĩ sao tóc dài đâu có hợp tóc... Thấy style không? Cái style này hiện đại, cái style này nhanh nhẹn. Làm truyền thông mà, vấn đề nói hơi nhỏ thôi. Dạ. Ha. Làm truyền thông rất là lanh lợi và rất là thông minh mới làm truyền thông được. Vâng. Em ha, rồi chúc mừng em nha, chàng trai bên đây đẹp trai lắm. Chỉ có điều tiếc là không thích tóc ngắn thôi. Dễ thương lắm, bạn sẽ xóa được cái quan điểm là tóc ngắn. Bạn gái bên này á, là mình nói gì cũng không có quan trọng bằng cái ánh nhìn đầu tiên. Bây giờ xin phép màn kéo lên để cho hai bạn nhìn nhau. Hai phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Xin chào em ạ. Em bạn không nói gì chơi, tự nhiên vừa theo em cái đứa. Có nói. Giờ là ngồi xuống á. Ủa tóc em đâu ngắn đâu, thấy vai được mà. Ngắn là gì đó, ngắn là tém. Không, phụ nữ vốn bướng bỉnh mà anh, nên là đôi khi phải làm ra những tình huống nó hơi chéo ngoe một chút xíu. Em thấy anh cũng hơi cứng đầu chứ cũng hơi của em á. Sao bạn có ấn tượng như người phụ nữ tóc ngắn không? Thì nhìn em cũng xinh đó. Xinh quá đi chứ. Nhưng xinh không phải là vấn đề anh. Đúng rồi, nhưng mà anh chưa nói xong mà. Xinh là một phần thôi. Nhưng mà xinh là xinh vẻ bên ngoài. Xong rồi cả lẫn như tốt, cũng như đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong. Thì đó là một hoàn thiện. Em nói thật là về cái khó tính á. Nếu như mà anh mới gặp em ban đầu vậy, anh cảm thấy là anh có thể thay đổi không? Thay đổi không? Nếu mà bây giờ anh... Ví dụ anh... như em có thể là để tóc dài vì anh chẳng hạn. Rồi ok, nếu mà anh nói anh thay đổi liền thì anh nói xạo. Là cái gì cũng phải từ từ. Có nghĩa là cái này hơi giống kiểu là kéo dài thời gian. Hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận và quyết định. 1 2 3 Hết thời Hết gian giờ. Sao hết thời gian rồi mới bấm? Có vẻ bạn hơi bối rối đúng không? Dạ bối rối ạ. Bạn có buồn gì khi bạn nữ không bấm chuông hẹn hò? Dạ không đó. Thì cái duyên, anh đã em nói cái duyên mà. Nhưng mà cái duyên của em mà ở đây thì cái tục duyên nó chưa tới đúng cái không? Duyên, đúng rồi, cái duyên chưa tới, cái duyên. Tại sao bạn lại không bấm? Vì ngay từ lúc đầu khi mà trao đổi em cũng cảm thấy là anh có nhiều cái nguyên tắc mà sẽ khó lòng thay đổi được ngay trong giai đoạn đầu tiên. Trước mắt hai bạn chưa có tìm được tiếng nói chung, chưa có sự đồng cảm ở cái nhìn đầu tiên. Nhưng không sao, biết đâu ở ngoài đời chúng ta sẽ là những người bạn
Dù sao cũng cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Bây giờ xin mời hai bạn chờ xong giây lát để chúng ta đến với vòng quay may mắn. Có cá tính. Bây giờ em tưởng tượng cô ấy như thế nào? Bình thường. Mới nói là cá tính, giờ nó bình thường. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Em muốn tìm một người dễ thương, hiền lành, có cá tính một xíu. Chiều cao khiêm tốn 1m56 thôi. Ủa cao quá không được hả? Bởi vì cao quá em mới tới. Bạn gái ai cũng có tính xấu, tính tốt hết, nên mà em cũng thích cả hai luôn. Bây giờ không phải vợ hát hay hả? Khi mà người ta hát hay á, người ta tô lên cái vẻ đẹp người ta ở ngoài. Mặc dù người ta bên ngoài người ta chưa đẹp lắm đúng không? Nhìn tôi vậy là vẻ đẹp này, đưa ra ngoài hay đưa vô trong? Bên ngoài. Cảm ơn nha. Dạ. Chị Cát Tường chào anh Quỳnh Linh và chào tất cả mọi người. Chào bạn. Em tên là Dương Thị Yến, hiện là em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Hiện tại năm nay em 25 tuổi. Dạ. Yến đang làm công việc gì? Hiện tại giờ thì em đang làm bên nhân sự công ty gỗ. Rồi, chào Văn Nam. Dạ. Em tên Nguyễn Duy Lành, em năm nay 27 tuổi, em đang làm nhân viên thống kê tại Bình Dương. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua hai mối tình rồi. Mấy? Hai mối tình rồi. Hai mối tình, một mối tình chính thức, mối tình không chính thức. Chính thức là lấy nhau rồi đó hả? Dạ không, chính thức tức là đã yêu nhau rồi á. Yêu nhau mấy năm? Yêu nhau được một năm mấy á, năm rưỡi. Sao không lấy? Do ở quê. Xa quá. Dưới quê, quê ở đâu, lấy chứ lại dưới quê, bỏ tại dưới quê. Quê ở đâu em? Em ở Đắk Lắk. Thôi bây giờ tình hình á, hai người cùng ở Bình Dương đúng không? Là sẽ không có cái vụ mà xa mặt cách lòng nha. Dạ. Giới thiệu về tình sử của mình đi. Em đã trải qua hai mối tình. Một mối tình hồi cấp 3 và mối tình hồi đại học. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Dạ, ưu điểm của em là rất hay cười, vui vẻ, hòa đồng, rất là biết quan tâm người khác. Điểm yếu của em á, có lẽ là em hơi nói hơi nhanh, nói nhiều nữa. Đâu có nhanh, em nói quá nhanh. Dạ đúng rồi anh. Nói nghe không kịp luôn rồi đó. Chậm, tình yêu phải nói chậm chút xíu nha. Dạ. Vậy em muốn kiếm người phù hợp với mình như thế nào? Tại vì em thích quen gần chứ không thích quen xa, nên là em muốn quen một bạn nào đó gần gần và có thể là quan tâm em, lo lắng cho em được. Tại vì tiếng em lâu lâu cũng rất là dễ tủi thân, em ở một mình em dễ khóc, em dễ tủi thân lắm. Em ở đâu? Em ở Đắk Lắk ạ. Vậy rồi hợp lý rồi. Hợp lý luôn. Anh em Đắk Lắk quê Đắk Lắk mà xuống Bình Dương làm việc luôn. Dạ. Nghe nói bên đây cười rất tươi nha. Cảm giác cái người bên kia làm sao? Dạ, có cá tính. Bây giờ em tưởng tượng cô ấy như thế nào? Bình thường. Mới nói là cá tính, giờ nó bình thường. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Em muốn tìm một người dễ thương, hiền lành, có cá tính một xíu. Chiều cao khiêm tốn 1m56 thôi. Ủa cao quá không được hả? Bởi vì cao quá em mới tới. Em biết. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m7. 1m7 sao kiếm có 1m56 vậy? Bởi vì nếu mà 1m58-60 cao quá em tán không có đổ. À vậy à. Em có sở trường gì không? Em biết đá banh, em biết đánh bi-a. Em biết làm việc chăm chỉ trong công việc. Rồi, những cái gì mà nó thuộc về đặc xấu của em? Xấu của em là thứ nhất là em biết hút thuốc, em biết uống rượu, uống bia. Xấu của em nữa là em nói chuyện em có suy nghĩ. Em nói chuyện hơi không có duyên một xíu. Mấy người không có duyên thích nói nhiều lắm. Rồi em cảm giác sao kìa đó, những tật xấu của bạn trai. Bạn có hút thuốc uống rượu hả bạn? Dạ có. Em không thích uống thuốc. Em nghĩ là uống rượu thì chỉ muốn tầm độ vừa phải thôi. Hứa với cổ rồi sao bỏ thuốc, nếu mà có yêu nhau bỏ thuốc được không? Em hút hết nửa quá trong kia nữa rồi em bỏ luôn. Còn nửa gói nữa hả? Gán không hết hả? Thôi tôi bỏ luôn đi chứ hút chi hết nữa. Em thích một người bạn trai như thế nào? Em thích một người đó mà trầm tính một chút xíu. Tại vì tiếng em nói rất là nhiều, mà không lẽ giờ gặp thêm một người bạn trai của em nói nhiều nữa, không lẽ giờ hai đứa cãi lộn luôn. Ủa thì em nói người ta nghe mà phải cho người ta nói mình nghe chứ. Nói vừa phải thôi chị, chứ nói mà nói cãi lên nữa sao được chị. Sao em không nói ít lại đi? Em nói em kiềm chế cũng được. Vậy đó, em kiềm chế em được sao em bắt người ta kiềm chế? Thôi đó là yêu cầu của em mà. Rồi sao nữa? Em khá là bướng, lì lợm nữa, nên là em không muốn bạn đó là nóng tính quá. Tại vì nhiều khi em nóng lên, nhiều khi em lì lên rồi là em bất chấp, tức nghĩa là em thích làm gì em làm thôi. Bạn trai của em thì biết quan tâm gia đình, tại vì em là thuộc tiếp gia đình, chị sống rất là tình cảm, nên là em muốn một người đó cũng giống em vậy á, bản tính một chút, tương lai có thể lo cho em được. Em lo được cho bạn gái không? Dạ được. Em tự thấy em là người nói ít hay nói nhiều? Em tùy lúc buồn thì nói ít, mà nếu vui vui thì nói. Vậy thôi em buồn nhiều nhiều đi nha. Thôi, em có biết hát hò gì không? Hát thì
vui vui nghiêu ngao thôi chứ em không có biết. Bây giờ nghiêu ngao thử coi nó như thế nào. Nghiêu ngao mà vui nha. Không, em hát nhạc nhạc buồn không à, chứ không có hát nhạc nhạc trẻ. Nó buồn rồi. Không, nhiều khi em hát buồn mà người ta vui. Bắt đầu. Em ơi, lòng anh thì rất chân tình. Buồn. Em hát như cười. Cái ủa gì kệ nó cười kệ ta. Cứ hát. Rồi. Bắt đầu. Em xin hát một đoạn của bài hồi nãy. Trời. Em ơi, lòng anh thì rất chân tình, nhớ đừng giận hờn em nhé. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm. Đã không yêu chứ phù tình nhau. Trời ơi, hát xong nữa tôi khóc luôn á. Mặt mày có duyên ghê, dễ thương. Tự nhận mình nói chuyện có duyên chứ nãy giờ nhìn rất là có duyên. Có em duyên. Hát là cười là có duyên rồi đó. Nói nghe nè, đeo vòng này chi vậy? Ba em lên chùa lấy về cho em á. Sao chật xinh chật nít vậy, cho tôi đi. Cái vòng này bảo thì đeo vô để cuối năm lấy vợ cho ba. À. Ủa, lấy vợ hả? Cho ba, lấy vợ cho em. À quay. Ý là mày lấy vợ rồi. Mày nào? Ý là ba em nói em á. Đeo vòng này cuối năm này lấy vợ cho thằng lành. Chừng nào đám cưới được? Tùy bạn nữ, nhưng mà nếu mà cuối năm này quá đẹp luôn. Chuẩn bị gì chưa mà đòi cuối năm nhanh quá vậy? Em biết ba má em chuẩn bị thôi. Chuẩn bị gì? Cũng có gì đâu, thì cũng chuẩn bị sơ sơ thôi. Cứ người ta cưới thế nào mình cưới như vậy á. Phải không? Dạ. Vậy là cưới xong ở Bình Dương hay là về Đắk Lắk? Ở Bình Dương chứ. Nhưng mà ở Bình Dương là hai đứa ở đâu? Ở nhà trọ. Ở nhà trọ hoài mà sinh con sinh đồ cũng cực khổ mà. Thì trước tiên tạm thời ở trước đã, rồi mình mua đất mua nhà sao? Bao lâu thì mới mua được? Năm sau. Sao không nói chuyện tự tin vậy? Đám cưới thì là cuối năm rồi, cái năm sau có tiền chưa? Ba má hỗ trợ cho anh ít. Ba má em nói mà. Sao cái gì cũng ba má hết trơn vậy? Mốt ai đưa vợ đi đẻ? Em chứ, em là chồng mà. Phải không? Tưởng đâu nói ba má em nữa. Thì má em đi theo. Đúng không? Đúng chứ, tại tôi nói gì đâu, đúng chứ sống đúng. Em không thích cái gì nhất ở người con gái? Em dễ chịu lắm, cho nên là bạn gái ai cũng có tính xấu, tính tốt hết, nên mà em cũng thích cả hai luôn. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em như thế nào? À, hình mẫu của em hả? Vậy cái đó thì được. Không, này được. Hình mẫu của em thì giống như cô Phi Nhung á. Phi Nhung hả? Cô hát hay. Nhạc trữ tình. Không phải vợ hát hay hả? Khi mà người ta hát hay á, người ta tô lên cái vẻ đẹp người ta ở ngoài, mặc dù người ta bên ngoài người ta chưa đẹp lắm đúng không? Người ta khi hát hay á, cái là nó vẻ đẹp nó đưa ra ngoài, cái là em thấy thích. nhìn tôi vậy là vẻ đẹp này đưa ra ngoài hay đưa vô trong? Bên ngoài, bên ngoài. Cảm ơn nha. Dạ. Rung quá, làm rung quá. Bây giờ ngồi rung quá này rung rồi. Rồi dễ thương lắm em. Hôm nay bạn có đi với ai không? Em đi một nhiều lắm. Bạn bè em, đồng nghiệp của em. Rồi đâu những người bạn nào của bên đây nãy giờ cười quá trời mà. Rồi chào bạn. Bạn tên gì? Dạ em tên là Long, em là em trai ruột của anh trai em. Trước tiên là Long nhìn thấy chị gái ngồi bên đây như thế nào? Dạ chị ấy rất là dễ thương và xinh xắn. Em có một vài cái đánh giá về anh trai của em như thế này. Anh trai của em là một người rất là thật thà, hiền lành. Chẳng qua có điều là cái ý của anh nói không suy nghĩ, có nghĩa là anh nghĩ gì anh nói đó, thì đôi lúc sẽ khiến cho người ta họ không có được thoải mái nếu như mà có những cái lời lẽ khiến cho người ta khó chịu. Anh là một người sống rất có trách nhiệm và biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Bây giờ em đánh giá là hai anh chị này mà hợp với nhau hay không? Có thể tiến tới xa hơn được không? Duyên là do trời định, còn phận là do người tạo. Thì hợp hay không là do anh chị ngày hôm nay quyết định. Có nút thì cứ bấm. Có nút thì cứ bấm. Bấm bay sao được em. Rồi ý mình có đi với ai ủng hộ mình không? Em đi với bạn cùng phòng và bạn học cùng lớp của em từ hồi năm nhất tới giờ luôn chị. Rồi. Em tên là Thanh ạ. Dạ em ở cùng phòng với Yến được 6 năm rồi chị. Bạn thấy anh này sao? Dạ em thấy anh này thiệt thà đó. Có gì nói đó. Nhưng mà hơi nói nhiều rồi, có hợp với bạn em không? Thì trong lúc hai người nói chuyện với nhau phải có người nói ít hơn chứ. Hai người mà nói nhiều quá rồi cãi vã sao? Thế này dễ thương ha. Dạ. Rồi cảm ơn người nhà. Để anh xem coi đàn gái thế nào xong thông báo cho nha. Ha. Dạ em chào anh. Trời em dễ thương quá. Anh mình nhút nhát lắm. Thằng ông cũng hơi nhút nhát, em có lo gì không? Dạ không, em mạnh mẽ rồi. Được rồi ha. Dạ. Coi như em là trụ cột gia đình ha. Thôi trụ cột về vấn đề gọi là quyết định thôi, chứ tiền bạc thì cầm trụ cột vậy.
Em thích lãng mạn không? À, cũng một phần, một ít thôi. Trời mưa rồi hai người nắm tay trong mưa rồi tặng hoa hồng, quỳ gối rồi cầu hôn không? Không anh, em dễ bị cảm cúm lắm. Tại vì em mà đi mưa lại cảm cúm mà, nên là thôi. Thôi thôi, cái đó khó quá, bỏ qua. Dạ, bỏ qua. Kéo màn lên, chuẩn bị tinh thần nha. Cô kia đẹp lắm á. Bắt đầu, gặp. Chào anh. Gì vậy? Đó. Gì? Dạ, cảm ơn. Ở đây nữa. Nhìn anh lên kia nhìn hoài vậy. Nói gì đi, tặng nói gì chứ không lẽ đưa không vậy? Không biết nói câu gì hết nữa. Ngay đầu gặp mặt tại sao cái món quà này anh chuẩn bị từ bao lâu? Anh tặng cho em đêm qua ngủ được hay không? Nói đi hai ba. À, món quà này mới mua hồi nãy. Hèn chi nó ế lắm, phải không? Thôi ngồi giùm tôi cái đi. Đứng nói hồi lòi ra tùm lum hết trơn. Nhà anh ở đó, anh ở huyện nào anh? Cà Đông Năng. Cái đông nặng cái nào ấy? Gần cầu Phú Sơn á. Trời, coi chừng ba con nha. Cái cách nhà em có mười mấy cây à? Mười cây. Em ở Tó. Ai Tó hả? Dạ. Hỏi tên ba má con, coi con biết không? Không, ý là cái bạn gái hồi trước của em á là cũng phải Ai Tó luôn á. Mày vô duyên gì trời. Dạ. Đừng có nhắc chuyện đó. Không lại ông. Ông có 2 phút nói chuyện thôi. Dạ. Tập trung vô chuyên môn đi ha. Em ở Ai Tó, em ở chỗ nào vậy? Em ở Tân Trung B. Tân Trung B hả? Dạ. Có cần đi cũ anh không? Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Được, được. Bắt đầu bình tĩnh rồi đó. Cảm nhận về nhau thế nào? Em thấy cảm giác cô sao? Bạn ấy nhìn nhỏ ấy lanh ghê á. Với lại lanh và dễ thương nữa. Nói một câu thật tình cảm với cô ấy thì thuyết phục cô ấy bấm nút đi. Em dễ thương lắm. Tiếp đúng rồi. Ừ là cái gì? Nói dạ thưa em, anh rất là thích em, nói đi. À, thưa em, anh rất là thích em. Rồi em nói đi, cảm nhận thế nào em nói đi. Theo cảm nhận của em á là em lanh bao nhiêu thì anh rực rỡ, anh hiền bấy nhiêu. Ôi vậy dễ thương chứ. Đúng ý em rồi đó. Đúng ý em rồi đó. Thôi em vậy, thấy quỳ xuống cầu hôn cái cho nên thôi khỏi anh ơi, bỏ qua anh ạ. Khó quá. Nói gì đi, anh yêu em, anh hứa anh sẽ bỏ thuốc lá, anh sẽ đi theo suốt cuộc đời với em, anh sẽ làm ô xin cho em, anh sẽ lo cho em đủ thứ hết trơn á. Rồi bắt đầu. Anh mấy em, anh thích em, còn yêu thì chưa được rồi. Nó được không? Nó được yêu không? Được, nói đi. Thôi anh thích em được rồi, anh thích em được rồi. Rồi sao nữa? Chẳng lẽ là em thắc anh sẽ vì em làm thơ tình ứa hả? Thôi được rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 3. Hai. Một. Hết thời gian. Cô bấm rồi đó, cô bấm rồi. Không không? Nắm tay của cái đi. Không cái đi. Không, không quá. Dạ, dạ, được rồi. Xin về em dạy cho mấy khóa em nha. Mấy khóa về tình yêu nha. Nào, chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim để các bạn có thể có cái không gian lãng mạn để tìm hiểu nhau kỹ hơn ha. Dạ. Hey. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Mà đặc biệt chương trình ngày hôm nay còn quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, trị giá 15 triệu đồng trên các hệ thống của áo cưới Allen nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Chúc mừng các bạn. Nào, bây giờ ta dẫn đi xem phim nha các bạn. Mà bạn muốn bạn gái bạn như thế nào? Nhỏ nhắn dễ thương nhưng mà chân dài. Tại sao chân dài chân ngắn không được hả? Em nói chân dài chứ còn khoảng cách bao nhiêu thì tùy. Bây giờ bà nói thử tôi coi, thuốc Lào có ở nước nào? Nước nào có thuốc Lào? Bạn nên suy nghĩ lại bạn ạ. Rửa bát á, lúc bạn rửa bát cho chồng rất là vui. Tại vì sao? Bạn rửa bát cho chồng, lúc đó chồng bạn ăn cơm với bạn ở nhà, đúng không? Còn nếu bạn để bạn chồng bạn rửa bát thì anh ta ra ngoài nhậu cũng được, không có sao đâu. Ngoài trước thì người rửa. Xin mời bạn nam. Wow.
Chào. Mời em ngồi. À, bạn tên gì? À, xin tự giới thiệu, em tên là Dương Minh Đức ạ. Dương Minh Đức, dạ, bao nhiêu tuổi? Em thì vừa mới bước qua tuổi 22. Trẻ quá nhỉ? Dạ. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, em đang là một chiến sĩ công an nhân dân. Chiến sĩ công an nhân dân? Dạ đúng rồi. À, hiểu nha. Nhưng mà để tóc hơi màu đen nha. Tại vì chương trình thông báo cho em thì cũng liều mình để dài dài chút cho nó lãng tử. Nhưng mà về tới cơ quan thì phải cắt lên gọn nha. Vâng, thì còn 2 ngày thứ 7 chủ nhật. À đúng rồi, đúng rồi. À, chúng ta sẽ chờ xem bạn bên kia đến từ đâu, đang làm nghề gì. Và xin mời. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Đẹp quá. Chào em tên gì? Dạ em chào chị. Em tên là Hoàng Thúy Lợi. Hoàng Thúy Lợi. Dạ. Lợi năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 21 tuổi ạ. 21. 21 với 22 là được rồi ha. Lợi đang làm gì? Dạ hiện tại thì em đang làm sale tại công ty viễn thông CMC Telecom. Trước giờ Lợi đã có bạn trai chưa? Trước giờ thì em cũng có rồi, tuy nhiên là em chỉ có một người, quen tới hết lớp 12. Rồi đến khi em đi vào đây em học thì em không quen nữa. Và tại sao trong mấy năm nay lại không quen được ai? Thực ra là nói không quen được ai thì cũng không phải. Tại vì do em muốn chú tâm vào học tập, vì vậy là em quyết tâm học cho xong, rồi ra trường, rồi lúc đó mới tính tới chuyện quen bạn trai rồi hôn nhân sau ạ. Nhưng mà từ hồi ra trường tới giờ chưa tìm được ai luôn? Hồi ra trường tới giờ thì có say nắng rất là nhiều người, nhưng mà để mà nói chuyện hợp thì cũng chưa có ai ạ. Thế em muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Trước tiên là phải đẹp và bạn. Hơi căng. Rồi bên kia có đẹp có bảnh không? Đẹp bảnh luôn, một chàng trai chiến sĩ công an nhân dân. Vì thì là làm công an trong văn phòng rất nhiều bạn nữ mà sao không quen được? Em xin chia sẻ là em cũng vừa mới ra trường rồi ạ. Thế là vào là mình là nhỏ tuổi nhất ở trong cơ quan ạ. Trên toàn anh chị không ạ? À vậy là không có tìm được trong cơ quan đúng không? Dạ vâng. Nhưng bạn có thích tìm người yêu là công an luôn không? Dạ không ạ. Lý do? Tại vì những đôi mà yêu nhau ở trong công an á, thì chồng làm gì thì vợ cũng biết, nên là không có khoảng đen anh ạ. Dạ, đúng. Vậy là có mưu tính hơi đen tối chút xíu? Dạ không ạ, cái này thì cũng không hẳn, nếu mà bạn gái của em mà muốn quy đen thì cũng được thôi, đâu có vấn đề gì đâu. Bạn gái bên kia cần một bạn trai rất là đẹp trai, bảnh bao, còn bạn muốn bạn gái với bạn như thế nào? Nhỏ nhắn dễ thương nhưng mà chân dài. Tại sao chân dài chân ngắn không được hả? Em mới nói chân dài chứ còn khoảng cách bao nhiêu thì tùy. Ngoài cái bảnh bao ra rồi còn gì nữa không? Em cũng có đặt cho mình cái tiêu chuẩn tương lai á. Một chồng, hai con, ba lầu, bốn bánh. Có cái đó chưa? Một vợ, hai con. Là sắp sửa có. Xài điện thoại 3G, đi xe hơi 4 bánh, ăn nhà hàng 5 sao, có cái nhà cao 6 tầng, sân vườn rộng 7 mét. Cái đó là bạn có đó hả? Chưa, đây đang tìm ạ. Em có sở thích gì không? Năng khiếu gì không? Sở thích thì em có rất nhiều, tuy nhiên là năng khiếu thì em hát cũng không tồi lắm. Em là một người rất cá tính mà tự nói mình hát không tồi lắm, ngươi là hát hay rồi đó. Em hát một câu được không? Dạ. Rồi. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hãy để chắc chắn anh cứ lắng nghe tìm muốn gì, rồi nói cho em nghe một câu thôi. Em hát xong rồi. Thế bạn gái hát thế nào? Chắc hai người nếu mà có cơ hội đi hát karaoke thì cũng ok đấy anh. Bạn hát được không? Sao em không nói khi anh gần kề bên em, để cho anh biết em yêu anh nhiều bao nhiêu. Rồi. Bạn người Thái Bình hả? Dạ. Thái Bình hình như là nói cái chữ N chứ N là nó không có được đó, đúng không bạn? Đúng rồi, đấy là khuyết điểm của em đấy. Thế nào hả? Vâng. Thế nào bạn nói thế nào? Thế nào? Thế Lào. Thế nào? À, bây giờ bà nói thử tôi coi. Thuốc Lào có ở nước nào? Nước nào có thuốc Lào? Nói nhanh lên thử coi. Thuốc Lào ở nước Lào. Được không? Có gì đó được không? Chắc không được. Không được hả? Trời, có gì đó mà không được nữa chắc rồi. Tới mai luôn cũng không được nữa. À em nè, đó là cái năng khiếu của em, cái sở thích của em. Vậy em nghĩ em có cái gì tánh xấu gì không, cái thói xấu gì không? Em mà ghét ai là em hay đá đểu người ta lắm.
Đá đểu là sao em? Ngoài Bắc hay gọi là không việc gì phải xoắn. Là em hay nói kích người ta, mà hay nói những cái mà cho người ta không thể nào nói lại mình, mà người ta cảm thấy khó chịu luôn. Dạ, đá đểu, đá đểu. Đá đểu, ồ từ này em mới học. Thích cái chữ đá đểu lắm á. Lên, anh qua. Hả? Đây em, anh thò đầu qua em đá đểu anh. Đâu, nhìn qua luôn rồi nè, đá đểu là rồi, sao? Em đá đểu, lên cái gì coi coi. Em thấy anh cũng đẹp trai. Tuy nhiên là anh nhìn em vậy em ngại lắm. À, vậy là đá đểu đó hả? À, rồi. Tôi nghĩ rằng hai người cũng hợp với nhau. Thôi, tôi coi coi có bánh bao không, có đẹp trai không. Đẹp trai. Người ta cần bánh bao. Chỉ có nói nước Lào nước nào không được thôi. Không phải sức tưởng tượng của em. Bé xinh quá bé nhỉ. Sao nói là xinh vậy chị? Xinh là xinh trai đấy. Không được. Thế nào? Cái đấy nó là hai giới tính. Một từ dùng cho giới bên này, một từ dùng cho giới bên kia. Ý chưa? Thế em muốn chị nói thế nào? Em cũng không biết chị nói thế nào. Đẹp trai à? Dạ. Mắt hơi hí hí tí. Không, đẹp trai à, đây đẹp trai đấy. Bên tôi lúc nào đẹp trai chứ á, thôi về bển. Chị cứ tưởng hay chơi. Đẹp trai lắm cưng. Xấu em hoài ha. Được. Chị đá đểu em á. Không, mà tôi qua đây tôi khen ông ơi. Đẹp trai. Bây giờ cho hai người gặp nhau rồi, đi. Rồi, mà đâu kéo lên. Chưa, từ từ, bình tĩnh. Trời ơi, bây giờ mới thấy đôi giày màu xanh kìa. Em không thích gì ở người bạn gái? Em không thích một điểm thôi ạ. Một điểm gì? Có một chuyện thì nói một lần thôi, đừng nói nhiều lần. Không, bên này nhiều chuyện lắm. Chị Cát Tường hay nói nhiều lần lắm. Rồi, bắt đầu. Xinh trai không chịu, đẹp trai mới chịu. Còn hôm nay hình như chưa giới thiệu tên nào. À, mình tên là Lợi. Lợi chứ không phải là Nợ. Ok, ok. Đá đểu đấy, đá đểu đấy. Đá đểu. Mình hỏi trước nha. À, okay. Chân mình không có dài. Không biết là có dài tới mức độ mà bạn quan tâm không? Thì bạn cảm thấy sao? Thì mình đã nói từ đầu rồi, chân dài, còn số đo là tùy thuộc. À, vậy số đo của mình thế nào, có chuẩn không bạn? Cái này bí mật à? Vậy tính cách của mình có phần nào hợp với bạn không? Cũng khá hợp, tại vì mình thích cô gái có thể tranh cãi mọi lúc mọi nơi. À, vậy thì mình nghĩ là mình với bạn về là có thể là bát đũa sẽ bay tùm lum hết á. Không, mình ăn bát nhựa bát giấy có sao đâu, đỡ rửa. Ồ, vậy là trước giờ bạn lười lắm hả? Mình ít khi rửa bát á, toàn ăn linh tinh không à, ít rửa lắm. Ví dụ như mình và bạn lấy nhau về rồi thì sao? Bạn bắt vợ rửa bát hả? Đương nhiên. Theo mình nghĩ thì phải chia ra mỗi người một công việc chứ. Bạn nên suy nghĩ lại bạn ạ. Rửa bát á, lúc bạn rửa bát cho chồng rất là vui. Tại vì sao? Bạn rửa bát cho chồng, lúc đó chồng bạn ăn cơm với bạn ở nhà. Đúng không? Còn nếu bạn để bạn chồng bạn rửa bát thì anh ta ra ngoài nhậu cũng được. Không có sao đâu. Ngoài trước thì người rửa. Ngoài những cái sở trường thì bạn có biết đánh đàn hay là gì đó không? À, mình biết vẽ, nấu ăn. Nhưng mà nấu chỉ nhóm món nhậu thôi. Còn món thường thì hên xui à? À, mình làm sale vì vậy là mình rất là hay đi nhậu. Không biết là bạn có nấu được những món mà mình hay nhậu không ta? Được. Ví dụ nhá, ếch xào mướp, thỏ nấu lăng này, cánh cà lướng muối tiêu. Không có bản lĩnh bằng cô gái bên kia rồi đó. Bản lĩnh đàn ông đâu, nhìn thẳng như mắt ta nói đi. Thế em nhìn chị nhiều hơn là nhìn người ngồi trước mặt á. À, ngoài Bắc á, người ta hay gọi là bị lé. Mắt mình 10 trên 10 chắc không lé đâu. Ờ vậy hả? Được cái ngày nào đó thì mong bạn thể hiện tình cảm, hãy nhìn thẳng vào mắt mình ha. Đang nhìn à? Thể hiện đi. Có khi nào tình yêu sẽ đánh không? Trời ơi, ôi hết thời gian. Tay sẽ có ba khắc để quyết định. Mời bạn đặt tay ra sau tiếng đếm. Mời bạn đặt tay vào nút bấm. Đây, sau ba tiếng đếm nếu đồng ý thì nhấn mạnh. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Rồi, hoàn toàn như vậy. Có vẻ chàng trai công an ta hơi hồi hộp căng thẳng hả? Bạn đánh giá thế nào về người phụ nữ kia bên? Bí mật. Cái gì mà không nói ra được, không biết nói là bí mật.
Mai mốt tôi hỏi anh có yêu em không? Bí mật. Cái câu đấy không cần hỏi nữa. Nhìn cử chỉ hành động người ta có thể đoán được. Rồi hành động cái coi. Cho nó sốc. Đó, bỏ tay vô đi, ta run quá rồi kìa. Rồi, các bạn mời các bạn. Các bạn chờ trong giây lát để tham gia vòng quay may mắn của Toshiba. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Có một cái lời nguyền đó là các bạn nữ khi mà quen cháu thì các bạn đều lập gia đình hết. Dạ thì khác hợp với lại bạn nam bên đó ạ. Thì con chưa có mối tình nào hết, chính thức hết. Không. Vì cái công việc của chúng ta giờ nó hơi xa về mặt địa lý như vậy là hơi khó. Về yêu đương thì không có khó nhưng mà về lâu về dài thì chắc chắn nó sẽ có khó khăn. Thì chỉ có ngoài khoảng cách địa lý ra, công việc làm xa ra thì em thấy anh rất là chân thành, ngoại hình thì rất là sáng. Thật sự là trên cái mức yêu cầu của em luôn. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Ngồi đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Đầu tiên là xin chào hai MC đáng kính là chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Cháu tên là Lê Anh Tuấn, năm nay cháu 30 tuổi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai. Hiện cháu đang là giáo viên một trường trung học cơ sở trên địa bàn ạ, bộ môn lịch sử. Quê mình ở đâu? Dạ, quê cháu là ở vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, Đắk Lắk ạ. Rồi, ngoài đi dạy rồi còn làm gì nữa không? Dạ, ngoài đi dạy thì cháu còn buôn bán trái cây. Trời ơi, làm nhiều việc quá hả? Thầy giáo bây giờ cũng nhiều người phải làm nghề tay trái luôn. Đúng ha. Đúng rồi, ta có thể làm thêm để kiếm thêm thu nhập nữa ha. Vâng. Mời nhà gái. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình tên là Hoàng Thị Thanh Thảo. Mình là kỹ thuật viên xét nghiệm, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay mình 30 tuổi. Nhưng mà Thảo làm ở chỗ nào? Dạ, em làm ở bệnh viện 175 á chị. Là nhà Thảo thì ở đâu? Dạ, nhà em ở đây luôn ạ, ở Gò Vấp luôn ạ. Còn đây ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Rồi, bây giờ Thảo nói một chút xíu về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cơ. Thì điểm mạnh của con đó là con khá là hòa đồng, vui vẻ, sống lạc quan, yêu đời và biết chia sẻ, biết lắng nghe. Đôi lúc trong cuộc sống thì cũng có những lúc buồn. Thì những lúc đấy thì con cho phép mình dừng lại, mình tĩnh tâm. Sau đó lại tiếp tục lạc quan, vui vẻ và yêu đời, tiếp tục cuộc sống. Rồi cái điểm chưa mạnh của mình? Dạ, điểm chưa mạnh của con đó là con còn nhút nhát. Nhiều khi là cảm thấy e thẹn đó. Khi nói trước đám đông, cái con sống hơi hướng nội. Điểm mạnh điểm yếu là của mình là gì? Cái điểm mạnh của mình thì cháu là người được nói là vui vẻ hòa đồng với đồng nghiệp, có lập trường, chịu khó chịu khổ, đặc biệt là rất trung tình, không hút thuốc lá, không lăng nhăng cờ bạc. Còn về nhược điểm thì cháu chỉ có cái nhược điểm đó là nhiều lúc chưa quyết đoán được và đặc biệt là rất là ít nói, sống nội tâm. Mà mỗi qua tới rồi đó. Ra chào cưng. Dạ. Mình nói một chút xíu về cái chuyện tình yêu của mình đi nào. Nói về mối tình thì cháu cũng trải qua được 4 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là mối tình thời học sinh thì ai cũng có một mối tình đẹp mà cũng trải dài được 4 năm. Mối tình thứ hai, mối tình thứ ba thì với mối tình thứ tư đều có một đặc điểm chung, đó là khi mà cháu ra trường, cháu đang tạm thời ở nhà thì các mối tình này đều được một cái đặc điểm, đó là đều được phụ huynh gán ghép cho đẩy thuyền cho đấy ạ. Nhưng mà các mối tình đều là ở Sài Gòn hết ạ. Hồi đó cháu đang ở Đắk Lắk nên mà cũng là vì yêu xa nên là cũng tìm hiểu khoảng được 2 tháng thì cảm giác nó xa quá nên là thôi ạ. Dạ. Có một cái lời nguyền đó là các bạn nữ khi mà quen cháu thì các bạn đều lập gia đình hết. Nên là ai quen cháu là đều lập gia đình hết. Nên là hôm nay cháu muốn đến chương trình ngày hôm nay là muốn phá vỡ cái lời nguyền đó là bạn nữ quen cháu là sẽ lập gia đình với cháu. Với bạn đấy, đúng không? Dạ. Đó. Phải cưới sớm chứ không là cô đi cưới người khác đó. Dạ. Thôi, đi đi. Con nói cho chú Linh biết mình có bao nhiêu mối tình rồi. Dạ thì cô bé rất là đáng yêu, mong manh. Dạ, chào chú Quyền Linh. Dạ thì khác hợp với lại bạn nam bên đó ạ. Thì con chưa có mối tình nào hết, chính thức hết. Không chính thức có nghĩa là cũng có một cái không chính thức đúng không? Dạ thì không chính thức thì cũng có một ạ. Lúc đấy là con với anh ấy là cũng đang tìm hiểu thôi ạ. Mỗi lần gặp nhau ấy ạ, thì cũng không phải là gọi là hẹn hò, nhưng mà mỗi lần gặp nhau thì anh ấy cũng ít chủ động với lại hay đến trễ. Dạ, cách đây cũng 6 năm. Bên 4 mối, bên chưa có mối nào, cố gắng hỗ trợ người ta trong tình yêu nha. Bây giờ con muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào nè? Có vẻ ngoài vừa phải, cân đối, nhưng mà phải có một công việc ổn định ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ có ổn định ở Nhân Trạch được không? Ồ, Nhân Trạch là
sát bên thành phố Hồ Chí Minh, đi đường cao tốc chạy chút xíu tới. Nhân Trạch bây giờ phát triển quá. Trời ơi, phát triển giờ đất mắc lắm, chuẩn bị xe sân bay Long Thành nè, đi nước ngoài khỏi còn đi xe đi bộ cũng tới. Cháu không lo nha con, không có lo. Thôi, mình muốn tìm người yêu như thế nào? Cháu cũng chỉ thích một bạn nữ là cao từ 1m5 đến 1m6 là được rồi. Có cảm giác là bạn thấp hơn mình là để mình cảm giác nó che chở cho bạn á. À. Lớn tuổi cháu cũng không có phải là yêu cầu quá đẹp. Nói chung là được được là được rồi. Chú bên đây quá được luôn. Dạ vâng. À, kinh nghiệm chú bên này quá được quá đẹp luôn á thiệt. Đối xử nội ngoại là phải biết đối xử với nội ngoại anh em bạn bè một cách chú đáo. Còn tính cách thì ngoan hiền một chút. Ừ. Nói chung tình yêu, tình bạn hay là vợ chồng nhau nó cũng giống như một cái tấm gương vậy, mình như thế nào thì cái đối phương người ta soi y chang vậy thôi. Hỏi kiến người thân đi. Đúng rồi, con đi với ai? Dạ bữa nay đến với chương trình con đi với chị ruột của con. Dạ xin chào chương trình, xin chào cô Vân và chú Quỳnh Linh. Xin chào nhà trai. Bé Thảo xác định đến chương trình với lại tinh thần là xác định là cái mối quan hệ nó là nghiêm túc. Em nó cũng đến tuổi là rất là muốn là có một cái gia đình ổn định. Và theo như chị thấy thì là mình có thể là cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Tính tình thì mình nghĩ là chắc là phải bù trừ nhau, mà hai người đều hướng nội thì chưa biết là nó sẽ như thế nào. Dạ. Vậy chị hướng ngoại giúp cho em thôi. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đến chương trình là em đi với anh trai họ của em cùng hai anh chị đồng nghiệp. Xin chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh. Tuấn tới đây cũng với một cái tinh thần rất là nghiêm túc. Ưu điểm của Tuấn ở đây là khá là hòa đồng, vui vẻ. Là một người con rất là hiếu thảo. Tại vì là đồng lương của giáo viên rất là ít, nhưng mà Tuấn đã tìm cái nghề để kiếm sống khác. Mình thấy bạn nữ bên này là rất là xinh, có một cái công việc ổn định. Mong là hai bạn có cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Con không thích điều gì ở đàn ông vậy? Dạ thì điều con không thích ở đàn ông đó là hay đi thả thính, lăng nhăng, trăng hoa, không chung thủy. Ok, vậy là được rồi ha. Dạ. Đàn ông nào chưa có người yêu đều muốn thả thính hết trơn. Không quen gì nào khi mà có vợ đó, thả thính là không được nha. Dạ. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi. Dạ. Chào anh. Hôm nay đến chương trình có món quà nhỏ tặng em. Nó cũng là trái cây thì tuy đa phần nó không phải là quê hương anh sản xuất, nhưng mà quê hương anh cũng sản xuất cũng một số loại trong này. Dạ em xin cảm ơn món quà của anh ạ. Bên đây thì em cũng có một món quà cho anh. Thì trong món quà này của em là em tặng anh một cái cà ravat. Thì em nghĩ là đấng mày râu thì trong một lần trong cuộc đời thì ai cũng hát một cái cà ravat. Nó mang lại sự tự tin hay là lịch lãm, có thể làm ấm thanh quản. Và hôm nay thì anh mặc quần tây và sơ mi nữa, em nghĩ là cái cà vạt này cũng sẽ rất hợp với anh. Cảm ơn em, cũng may quá lại chưa có cái cà vạt nào. Rất là đẹp. Dạ đây ạ. Em nghĩ là rất là hợp. Cảm ơn anh nhiều nhé. Hợp ha. Dạ. Đầu tiên là anh có cái cảm nhận em là rất là xinh đẹp. Anh khi mà gặp người phụ nữ mà xinh đẹp quá là anh thường hay không biết nói gì. Thực sự em đúng rất là xinh đẹp. Khi nãy anh vừa thấy em giới thiệu về bản thân thì anh thấy em là hiện nay công việc của em đang là bên kỹ thuật viên xét nghiệm phải không ạ? Dạ đúng ở rồi. Trong trung tâm y tế em ở hay là bệnh viện nào em? Dạ em làm bệnh viện gần nhà luôn anh. Dạ em là người con Sài Gòn luôn ạ. Dạ đúng rồi, em là người Sài Gòn. Thì qua tìm hiểu thì em thấy anh là bây giờ thì quê gốc của anh ở Đắk Lắk rồi. Dạ. Em có biết Đắk Lắk không nhỉ? Dạ biết ạ. Đắk Lắk mà khi mà chúng ta cứ ở trong ghế nhà trường cứ bảo trên Đắk Lắk bọn anh là đi học bằng cưỡi bằng voi đấy em. Dạ. Nhưng mà thực ra là không phải. Bây giờ thực ra ở trên Đắk Lắk anh cũng rất là phát triển. Rồi không biết em có thích ăn sầu riêng không? Dạ em thích. Thì cũng may quá nhà anh cũng cũng có một vườn cũng khá sầu riêng. Nếu mà chúng ta có cơ hội phát triển mối quan hệ ngày hôm nay thì anh có thể là mời em về vườn sầu riêng nhà anh mà ăn một cách thoải mái mà không phải suy nghĩ gì về giá cũng như là về thuốc bảo vệ thực vật ở trên nó. Dạ, yeah. Sạch đúng không? Nhà chồng sạch đúng không? Vâng, đúng rồi. Có phải là anh đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai đúng không ạ? Đúng rồi, anh đang ở Nhân Trạch á. Từ Nhân Trạch mà lên Sài Gòn là cần bao nhiêu cây? Như chỗ trường quay của chúng ta gần nhất là anh đi khoảng 30 phút. 30 rất phút? Rất là gần.
anh chị đi cần đi qua phà Cát Lái là đã sang bên quận 2 rồi. Em nói em ở Gò Vấp phải không? Dạ đúng rồi. Gò Vấp thì cũng hơi xa rồi. Dạ. Em có câu hỏi gì hỏi anh được không? Dạ nếu như em với anh quen nhau thì một tuần anh có thể gặp em mấy lần không? Thì em thấy xa lắm, khoảng cách địa lý nó hơi xa. Một tuần thì nếu mà trong cái thời gian này thì anh cũng đang nghỉ hè. Dạ. Nói chung anh cũng có cái công việc làm thêm để kiếm thu nhập thì nói chung tuần nào thì chúng ta có thể tạo điều kiện thì chúng ta có thể gặp được. Anh chỉ cần có lý do thôi. Chỉ cần có lý do. Rồi. Em nghĩ là ước mơ lớn nhất của anh bây giờ là gì? Cái dự định gần nhất của anh bây giờ là gì? Dự định gần nhất của anh thì anh cũng lúc trước anh xuống đây anh cũng tham vọng lắm. Nên là khi mà xuống đây nhiều lúc anh cũng muốn về quê. Sau một thời gian công tác ở đây là anh có cứng rồi anh về quê. Thì ở trên quê anh thì anh cũng có cái cơ sở rồi, gia đình rồi nên là anh cũng phát triển được. Với lại anh cái sở trường của anh là anh vừa ngoài dạy ra anh còn rất là thích chăn nuôi nữa. Yeah. Và đặc biệt là rất là động vật nữa. Không biết là em có thích động vật không? Dạ em cực kỳ thích động vật ạ. Vậy là người ta gọi là anh có cái tay nuôi động vật ấy. Là anh nuôi con gì cũng được á. Bây giờ đúng là chỉ có là thiếu nuôi vợ thôi. Nuôi gì cũng được, nuôi con gì cũng được chứ nuôi vợ khó lắm. Đứa vợ nhiều lúc cũng phải có tay mới nuôi được kìa. Do ý giống như là nuôi hợp là con bây giờ chưa phải mập lắm, nhưng khi mà nuôi vợ con sẽ mập hơn. Rồi khi nãy anh thấy em bây giờ em cũng là người Sài Gòn rồi, không biết em có ngại làm dâu xa không? Dạ. Hay là Đắk Lắk? Làm dâu xa nhưng mà có nhiều người là vẫn sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh anh. Họ chỉ về làm dâu một năm một lần hoặc vài ngày thôi một lần. Thì trên anh cũng rất là nhiều bạn lấy vợ Sài Gòn. Thì người ta cũng sinh sống, làm việc ở trong này thì ngày lễ Tết thì người ta cũng về. Dạ vậy thì em không ngại làm dâu xa. Nhưng mà em sợ là ý của anh là em về Đắk Lắk. Bây giờ anh nếu mà anh với em mà có cơ hội đến với nhau á, thì bây giờ em đang ở Sài Gòn mà chắc anh nghĩ em cũng quen ở trong này rồi. Dạ đúng rồi. Nên là giờ mà bảo em mà về Đắk Lắk luôn thì chắc cũng hơi khó. Nên là bây giờ phải có một cái điểm thống nhất chung với nhau. Thống nhất chung là sao? Thống nhất chung với nhau là chẳng hạn như là bây giờ ranh giới giữa nhân Đồng Nai với Sài Gòn là nó cách một cái phà Cát Lái, thì chẳng như địa điểm chúng ta có thể là xích lại gần một tí. Thì là chẳng như khu vực ở Nhân Trạch thì có thể là anh có thể là mua nhà ở Nhân Trạch, còn em có thể chuyển về gần một chút là ở chỗ quận 2 gì chẳng hạn, thì nó sẽ hợp lý hơn cho cả hai. Yeah. Chứ bây giờ mà bảo vì cái công việc của chúng ta giờ nó hơi xa về mặt địa lý như vậy là hơi khó. Về yêu đương thì không có khó, nhưng mà về lâu về dài thì chắc chắn nó sẽ có khó khăn. Em gái là đang ở nhà với ai? Dạ, giờ con đang ở nhà với ba mẹ. Với ai nữa? Dạ hết rồi, chỉ có ba mẹ với con thôi. Không có xin... ba chị nữa, nhưng mà ba chị đã đi lấy chồng. Rồi, ở riêng. Ở rể được không, thầy giáo? Ở rể ạ. Dạ. Anh có nghĩ đến việc là anh lên thành phố Hồ Chí Minh xin một việc khác không? Dạy học ở Sài Gòn. Dạy ở Sài Gòn. Thì mà ở trên đó thì cũng dễ xin thôi. Mà do anh có một cái... anh cũng không thích Sài Gòn xô bồ quá. Cái tính của anh thích nó một cái sự yên tĩnh. Nhưng mà ở Nhân Trạch có đất chưa? Cũng gần có rồi. Gần có, khoảng chừng nào mới có? Khoảng 2-3 năm nữa thì có thể có. Khi nãy cô Hồng Vân cũng nói là đất với chú Quyền Linh cũng nói đất Nhân Trạch giờ cũng đắt lắm. Đặc biệt là ở khu vực ở Vĩnh Thanh là giáp với quận 2 nên là giá đất nó lên rất là cao. Nên là một thời gian ngắn như vậy thì vẫn chưa thể là có đất được. Nhưng có đặt cọc rồi miếng nào chưa? Dạ chưa. Vì sao nói 2-3 năm nữa có được? 2-3 năm nữa, chắc chắn là có. Thì bây giờ tạm ở nhà vợ đi. Rồi 2-3 năm nữa người ta có, người ta chuyển qua riêng. Tính vậy cũng được mà. Ừ. Được không? Ơi. Riêng cái vụ này là phải nghe chú Linh đi. Ông tính hay lắm. Trời, chú tính sói đầu luôn á. Ví dụ vợ rể được không? Về đây xin dạy được mà. Về Sài Gòn bán hàng online cũng được nè. Bán trái cây này kia cũng ngon. Trời đất ơi, được không? Hả? Để còn với em tìm hiểu sâu hơn để thống nhất vấn đề này. Ừ, thì giờ, đề xuất giờ mà chốt sale ở trên này là cũng khó lắm. Đâu khó, kèo này đâu có khó đâu. Kèo này kèo thơm đó. Kèo này khó. Không có khó đâu. Nè, người ta gia đình ta có ở hai ba mẹ với mình ta. Đó, ở Gò Vấp này ha. Về anh ta đi làm có công việc ổn định nè. Mình về nhà đó, phụ lo với ông bà. Xong rồi bán trái cây, dạy thêm gì dạy đó. Ở đây được mà, nhiều ở đây thành phố nhiều trời trường ơi. Lắm.
Dạ. Giờ đừng có nghĩ là ở rể là ấy, ở rể còn khoái hơn nữa. Rồi cái dành dụm vài bữa, vài năm sau có đất rồi tính sao. Chứ giờ mà lo 2-3 năm nữa là mệt lắm á. Vâng ạ. Được không? Thì trên chương trình này thì phải đồng ý thôi chứ ạ. Không phải vì chương trình này phải đồng ý mà mình phải tính tới điều đó. Vâng. Cái đó là chú nói thiệt đó nha. Tức là vậy nè, chú Linh nó không phải là giờ con đồng ý liền. Dạ. Mà cái đó là một cái hướng suy nghĩ, là một cái hướng nó tốt một cái plan á, để dạ, mà con cả hai đứa cùng phải nghĩ đến điều đó nếu như tụi con bấm nút chọn nhau. Dạ. Hiểu đúng không? Rồi. Đó là như vậy đó. Chứ không phải là bây giờ là ok đã vâng, bấm nút đâu mà ok. Thì, hiểu không? Quan điểm của con là khi mà lên chương trình này là rất là chính chắn, mà con cũng trong quan niệm tình yêu con cũng chỉ muốn là yêu là cưới thôi, chứ con cũng không có thích mập mờ rất nhiều mối quan hệ, con cũng không thích điều đó. Đó thì chú mới tính cho con là được tương lai vậy khi đó. Khi mà cái tương lai vậy là phải có một cái chặng đường nó rất là phải suy nghĩ, phải chín chắn, phải kỹ lưỡng thì mới có thể sắp đặt giống được như là cô chú mới nói. Nhưng con chắc chắn là con sẽ suy nghĩ về điều này mà. Vâng. Nghe lời chú đi, chú tính con vậy. Chỉ cần về mà phụ huynh mà thương con một cái là coi như mọi thứ là xong hết. Người ta nói là câu là sương gió phụ đời trai mà tương lai nhờ nhà vợ. Đúng không ạ? Thì chỉ có ngoài khoảng cách địa lý ra, công việc làm xa ra thì em thấy anh rất là chân thành, ngoại hình rất là sáng, thật sự là trên cái mức yêu cầu của em luôn. Còn nữa thì tính tình nói chuyện này cũng rất là hài hước và dễ thương. Con hỏi thử má lớp tiền có đi sửa không? Nghĩ ra chắc tiền tự nhiên là từ bé đó. Đó. Rất nhiều người ao ước và bỏ rất nhiều tiền mới có rồi. Rồi giờ thầy giáo bước tới nắm tay cô gái đi và nói rằng là với theo em thì bao giờ chúng ta đến với việc kết hôn? Anh quên khi nãy cũng còn vội quá anh ạ. Anh hồi hộp quá, anh chưa biết em năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Chị em năm nay 30 tuổi à, sinh năm 91. Nhớ tên gì không? Bằng tuổi nhau ạ. Dạ đúng rồi. Cũng được. Thầy giáo nhớ tên gì không? Không Thảo. Tên. Thảo ạ, tên Thảo ạ. Con Thảo nhớ tên thầy không? Dạ nhớ ạ, Tuấn ạ. Trời, cái này hồi hộp quá. Thầy giáo hỏi đi. Thì về ca hát thì anh cũng không phải là sở trường của anh, nhưng mà hôm nay khi đến chương trình này thì anh cũng có một chuẩn bị một cái bài hát nó lên cái tấm lòng của anh đối với bạn nữ, đó là cái bài trẻ thôi. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng anh đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây xây được 9 tầng trời mây, mà sao tình cờ gặp em anh rẽ ngang qua đời. Vài người vội vã rồi đến rồi đi. Tới đây cứng họng rồi ạ. Em gái hát lại đi nào. Thì em xin tặng anh một bài hát tiếng Anh ạ, tại vì em cũng thích nghe nhạc tiếng Anh. Baby take my hand, I want you to be my husband, cause you are a man and I love you 3000. Em dịch luôn đi, con dịch luôn đi coi cái câu đó là gì. Dạ bài đó có nghĩa là anh yêu ơi, em muốn anh làm chồng của em, bởi vì anh chính là Iron Man của em mà. Và em yêu anh 1000 lần, 3000 lần. 3000 lần luôn ạ. Dạ, lãng mạn ghê chưa. Rồi trở về ghế ngồi các bạn. Bây giờ phải đưa ra quyết định cuối cùng của mình bằng cách bấm nút. Cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình. Mình có thể tiến xa hơn thì chúng ta nên bấm nút. Sau 3 tiếng đếm ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Họ đã bấm hết. Bấm rất là đồng điệu luôn. Chúc mừng. Rồi chúc mừng hai đứa. Nắm tay nhau nào. Đó. Đó, xin phép chị hôm nay tại gia đình. Dạ, đầu tiên xin phép đầu tiên là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện tác hợp cho cặp đôi chúng em. Đặc biệt là em cũng cảm ơn chị cũng như gia đình đã sinh ra và nuôi em lớn như ngày hôm nay. Thì em cũng xin phép được hôn bạn một cái và sẽ cố gắng hôn được nhiều hơn nữa. Đáng yêu quá. Rất là dễ thương. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc nha. Giữ lấy món quà của bạn gái tặng. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn cô chú. Cho tới bây giờ thì em cũng chưa trải qua mối tình nào. Dạ. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Hay càm ràm,
Càm ràm phụ nữ là phải càm ràm. Tôi không bao giờ càm ràm nghe Linh, tôi nói cho Linh biết. Càm ràm chứ. Tôi không bao giờ có chuyện đó. Em nghĩ mình bao nhiêu đứa là đủ nha. Em cũng thích có nhiều con một chút. Nuôi nổi không Trọng, quan điểm nó đồng ý không? Được chị. Được ha. Cỡ nào cũng được chứ. Nếu như mà em muốn tìm một bờ vai để tựa thì anh thấy là có thể làm cho em không cảm thấy giọng, nhưng mà chọn anh. Xin mời nhà gái. Mời đi em. Mời nhà trai. Mời đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. À dạ, đầu tiên em xin gửi lời chào tới hai MC duyên dáng của chương trình là chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, cùng chào với em. Bạn bên kia và mọi người ở trong khán phòng ngày hôm nay cũng như các bạn xem đài. À, em tên là Lê Hoàng Việt Hà, năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em vừa mới tạm dừng công việc nhân viên xuất khẩu tại một công ty để theo đuổi một cái ước mơ khác của mình nữa. Cụ thể là cái ước mơ của em là em sẽ làm gì? À, dạ, tại vì em hiện tại thì cũng đang trau dồi kiến thức về chuyên môn cũng như là về ngôn ngữ, ngoại ngữ của em một xíu. Tại vì nó chưa được tốt lắm à. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hồng Vân, chào toàn bộ khán giả trường quay, chào anh Bằng bên kia. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Quang Trọng, em năm nay 26 tuổi, quê Đồng Tháp. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương, và công việc hiện tại của em là cố vấn dịch vụ trong hãng xe hơi ở Bình Dương. Em nói về thế điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. Về điểm mạnh của em thì em là một người thân thiện, hòa đồng, biết lắng nghe và chia sẻ với lại bạn bè. Điểm yếu của em thì nói chung người em hơi dễ xúc động một chút nên là cũng hơi dễ khóc. Vậy hả? Dạ. Còn em trai? Về điểm mạnh của em thì em vui vẻ, hòa đồng, mọi người nhận xét em là nhiệt huyết trong công việc, cũng dễ gần. Là em cũng biết một số tài lẻ. Tài lẻ là gì? Em biết hát anh, tính tí xíu tặng bằng nữ. À, tí xíu luôn ha. Dạ. Ok. Em có tật xấu gì không vậy? Chồng. Về điểm yếu của em thì em nóng tính, nhưng mà cũng biết kiềm chế anh, sợ máu. Bên đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Cho tới bây giờ thì em cũng chưa trải qua mối tình nào, Lý do? Lúc đi học thì em lo học, còn sau khi đi làm thì em đi làm ở dưới Long An. Thì ở dưới thì mọi người hầu như cũng đã lập gia đình hết rồi. Nên là nói chung là em cũng không gặp ai ạ. Còn bên kia thì sao em ơi? Dạ, em cũng trải qua hai mối tình nữa. Mối tình đầu tiên của em là thời cấp 3. Mối tình thứ hai của em thì cũng được 3 năm. Nhưng mà hai bên tự chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Nhưng mà từ thời điểm đó tới giờ là cũng chưa có mối tình nữa. Mấy năm rồi? Cũng từ 27 tới giờ rồi. Thôi, chào chị. Chào em. Dạ. Bạn này cũng vậy là bạn này yêu sớm lắm á. Bạn 26 tuổi, bạn có một mối tình 3 năm đúng không? Dạ. Bên đây á, là bạn chưa có mối tình nào luôn. Đó, cho nên hôm nay nhà gái tôi hơi thắng thế chút xíu nha bạn nha. Em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào, nói với bà mối có giống bên kia không? Thì hình mẫu lý tưởng của em thì cao 1m55 trở lên được rồi. Mình cao nhiêu cưng? Dạ, tầm 1m50 thôi. Dạ, da trắng, tóc dài. Da trắng luôn, tóc dài luôn. Dạ, do là mẫu người của gia đình là biết trên biết dưới được rồi chị. Em có bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ, chắc tầm cũng được 70. Chị thấy là 80% á. Còn em thì sao? Em muốn cái mẫu người lý tưởng của em. Tại vì em cũng hơi thấp nên là em muốn bạn trai của em cũng cao hơn một chút. Và cũng cao hơn em nhiều mặt trong vấn đề khác nữa. Có gì là cũng giúp đỡ em. Em cao nhiêu? Dạ, em cao 65 vậy. 65 vậy là ngon rồi, người ta cao hơn em tới 15 phân rồi. Rồi cái điểm gì mà em không thích ở người con trai? Dạ, em không thích một bạn nam hút thuốc với lại có những cái tật xấu như là bài bạc á. Dạ, có bài bạc có hút thuốc không? Dạ không chị. Rộng lượng một chút. Bạn có rộng lượng không bạn? Dạ rất là không phán chị, con trai mà. Dạ, cũng hơi lẹ và có sự lãng mạn trong tình. Có lãng mạn không bạn? Dạ có chị, em sống tình cảm. Có hết á, tôi nãy giờ tôi nghe ảnh nói thôi nhưng mà tôi cảm nhận là ảnh có đó, phải không ông? Có. Thôi, anh thấy bên đây ổn đó. Còn em trai. Dạ. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Hay càm ràm. Càm ràm phụ nữ là phải càm ràm. Tôi không bao giờ càm ràm nghe Linh, tôi nói cho Linh biết. Càm ràm chứ. Tôi không bao giờ có chuyện đó. Em có càm ràm không? Dạ không. Sao cái càm ràm của người phụ nữ là xuất phát từ cái người đàn ông. Không bao giờ mà tự dưng người ta càm ràm hết trơn trời. Người ta đâu có bị mắc bố đâu mà tự dưng người ta càm ràm. Trời, phụ nữ càm ràm rất là dễ thương. Dạ. Ổn rồi đó, bây giờ làng gái đi với ai nào? Hôm nay em đi có mợ, dì,
chị họ em, một số bạn với lại bạn đồng nghiệp. Kính chào anh Quyền Linh và chị Hằng Vân. Kính chào các anh chị có mặt trong trường quay và chào em Trọng. Dạ. Dạ. Hôm nay đến như đây là hy vọng là cháu sẽ tìm được phân nửa của mình. Và hy vọng luôn là các cháu sẽ tạo cho nhau điều kiện để mà tiến tới hôn nhân luôn. Dạ. Dạ. Dạ, bạn nam này nhìn cũng hiền và dễ thương. Chàng cảm ơn chị. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với bạn đồng nghiệp và ba người bạn thân của em. Chia sẻ thêm là hai bạn này là cũng từ chương trình Bạn Quen Họ ra. Số trời là tập 557 nữa. À, hai bạn này là... đúng rồi. Nhớ cái cô gái massage cho chàng trai không? Đúng không em gái? Bây giờ nhìn thấy hai đứa sao rồi? Dạ, lời đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả và chào đàn gái bên kia. Nói giờ nè, hai đứa giờ đang sao rồi? Sống sao nè? Dạ thì cũng ổn, cuối năm. Có sau bao lâu thì cưới ta, hai dạ, đứa? Dạ, cuối năm nay. Cuối năm nay cưới hả? À. Hôm nay bấm nút khoảng lâu nhiêu rồi ta? Em, lúc đó em quay hồi tháng 10. 557 đúng rồi. Lúc em Vân mới, lúc cái chị mới làm đúng không? Dạ đúng rồi, rồi. Đúng rồi. Coi như cuối năm cưới ha. Dạ. Vậy chúc mừng hai đứa nha. Đúng rồi, chúc mừng hai đứa. Sao mà tụi em đưa người này tới đây vậy? Dạ thì em thấy anh Trọng cũng ế quá. Xong kì em với anh Hiệp mới thúc ảnh lên. À. Cũng đánh tư tưởng dữ lắm. Ồ. Tới đây là cũng giống như hai nó luôn đó em. Dạ dạ. Em cũng hy vọng với anh. Rồi bây giờ góp ý đàn gái chút xíu nào. Em thì em thấy chị bên đây rất là dễ thương. Nhỏ nhỏ xinh xinh á, đủ điều kiện giống như là những gì anh Trọng hướng đến. Thì lên đây đã cái duyên rồi. Thì giống như em với anh Hiệp thôi, cũng là một cái duyên. Thì mình cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau trước. Nếu mà được thì mình tiến tới, còn không thì cũng là một người bạn với nhau. Ủa em rồi được massage thường xuyên không? Dạ thì cũng lên được tầm 3-4 kg rồi. Ôi, sung sướng ghê nha, mặt mãn nguyện với sợ. Tháng 10 tới nay đó. Ừ. Rồi thôi chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, nhớ báo tin tụi anh sớm. Bây giờ mở rào đi. Mở rào. Chào em, anh có món quà tặng em. Đứng đó, đứng đó, đứng đó. Đứng đó nè, đưa gấu đó tôi. Có món quà. Anh mở được không? Dạ được ạ. Cái ví à. Cái ví hả? Cảm ơn em. Bây giờ Trọng nãy nó hát tặng bạn gì đó, làm luôn đi. Thì đến đây em cũng tặng bạn nữ một bài hát tựa đề là Chỉ Vậy Thôi ha. Trên mượn tay em. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời. Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều. Yêu em không cần lý do. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ. Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào. Sẽ giữ cho mình anh thôi. Xin em đừng khóc khi anh không ở bên. Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn. Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui. Hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh. Anh yêu em chỉ vậy thôi. Đứng đứng đó chưa? Bên nhà gái mình làm cái gì đi chứ, để đừng có để bị thua cưng. À dạ, em nhảy một điệu nhỏ thôi ạ. À. Dạ okay. Vâng ạ. Chắc tới sáng quá. Vậy được rồi. Đó, đó cảm nhận về nhau thế nào các bạn? Mở đầu thì em thấy anh sao? Từ đầu tiên á. Anh nhìn anh cũng rất là thân thiện quá, dễ gần à. Em có thích đi du lịch không nhỉ? À em cũng rất thích đi du lịch, đi đây đi đó. Có thích biển không?
À dạ thích ạ. Anh thì thích đi du lịch mà kiểu như đi phượt á, phượt mình đi tới đâu mình dừng ở đó mình... kiểu trải nghiệm đúng không? Ờ đúng rồi. Em có dễ nóng tính không em? À, cũng thi thoảng thôi, nói chung là có những chuyện gì nó vượt quá chịu đựng của mình thì em cũng sẽ hơi nóng tính một chút. À, có ghen lắm không? À, tại vì thật ra thì em cũng chưa có yêu, chưa ai bao giờ nên là cũng... À, thôi nhưng mà anh thì lúc nào cũng chủ động được rồi, nhưng quan trọng là em khi nào em rảnh thì anh có thể gặp được. À, dạ vâng ạ. À, Bình Dương với Sài Gòn cũng không xa lắm, nhưng mà anh cũng ngại xa, chỉ cần có lý do thôi. Thì em nghĩ mình bao nhiêu đứa là đủ nha. Em cũng thích có nhiều con chút. Nuôi nổi không Trọng? Quan điểm nó đồng ý không? Được chị. Được ha. Cỡ nào cũng được chứ. Nếu như mà em muốn tìm một bờ vai để tựa, để một tìm một người để che chở, hay là một tìm muốn tìm một bến đỗ an toàn, thì anh có thể là có thể làm cho em không cảm thấy giọng nếu mà chọn anh. Vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng ạ. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Mời nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Điếm mà. 1 2. Ba. Hết thời gian. Khó bấm. Làm tôi hồi hộp quá cô gái ơi. Tôi hồi hộp với cô quá. Rồi nắm tay nhau đi. Đó, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Thủ tục đầu tiên. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Rồi, cảm ơn hai bạn. Rồi, cảm ơn hai đứa. Dạ vâng ạ. Nắm tay nhau đừng buông tay ra nha. Dạ. Nhỏ nhỏ dễ thương hay sợ luôn. Nhưng mà từ lúc mà chồng em bỏ em thì không, nhà chồng không có nuôi, không có chu cấp gì hết. Em trầm cảm trong vòng 2 tháng, em đã từng tự tử luôn. Rồi nói về tính tình thì cũng giống bạn nữ bên đó một tí, tức là cũng hơi nóng tính. Nhưng mà khi mà có xung đột á thì em lại biết dừng đúng lúc, tức là mình sẽ chọn sự im lặng. Sau đó rồi mình mới ngồi với nhau để mình giải cái vấn đề đó chứ. Ít nói thôi nhưng mà làm nhiều. Tôi lại không thích một người quán coi trọng cái ngoại hình của mình á. Kiểu như đàn ông mà suốt ngày cái chạy chuốt là em không thích rồi. Đúng rồi, chạy chuốt. Em có mạnh mẽ như gấu không? Em mạnh mẽ như cọp. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở trên sân khấu rồi, chúng ta chỉ cách nhau cái rào thôi. Mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe. Dạ em tên xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Văn Phú, năm nay 30 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Phú làm công việc gì Phú? Dạ em làm bên mảng kinh doanh về cái mặt hàng băng keo, băng dính. Phú quê ở đâu? Dạ em quê Bình Dương ạ. Mình ở nhà Bình Dương với ai? Dạ hiện tại thì đang sống với mẹ và bà ngoại với lại một người dì Úc. Đó, mời nhà gái. Rồi, mình giới thiệu đi cưng. Dạ, lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến ban biên tập, toàn bộ ekip chương trình và hai MC vô cùng dễ thương. Em tên là Nana, sinh năm 1991, hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Gò Vấp. Vậy hả, em làm gì vậy? Em làm giám đốc của một trung tâm nha khoa thẩm mỹ. Vậy đó hả? Làm ở đâu? Dạ, ở Gò Vấp anh ơi. Nana hả? Dạ. Nhưng mà Nana ơi, Nana tên thật là gì vậy? Nana tên thật là Trịnh Thị Hiếu. Na 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 na, dễ thương quá. Trời, hôm nay Linh chiếm diễn đàn quá nhiều nha Linh nha. Em nói một chút xíu về ưu điểm và cái nhược điểm của mình đi. Trước tiên thì về nhược điểm trước ha. Thì nhược điểm của em là hơi nóng tính một chút. Có những cái sự việc mà xảy ra mình khó kìm nén được cảm xúc của mình lúc đó. Thì em biết được khuyết điểm của mình nên em đang cố là hạn chế bớt điều đó rất là nhiều. Còn về ưu điểm thì em là một cô gái có thể là khá là tự tin, hòa đồng, có khả năng giao tiếp tốt với mọi người, với lại biết lắng nghe và chia sẻ với mọi người. Nhà trai điểm mạnh điểm yếu gì nói cho nhà gái nghe đi. Nói về điểm mạnh thì em thì cũng giỏi về những cái vấn đề giống như là bếp núc, nội trợ hoặc là công việc nhà thì vẫn làm rất là ok. Rồi nói về tính tình thì cũng giống bạn nữ bên đó một tí, tức là cũng hơi nóng tính. Nhưng mà khi mà có xung đột á thì em lại biết
dừng đúng lúc, tức là mình sẽ chọn sự im lặng, sau đó rồi mình mới ngồi với nhau để mình giải cái vấn đề đó, chứ không phải là mình cứ hai cái lửa nó gặp nhau thì nó có xung đột là phải im lặng ha, nhẹ nhàng giải quyết sao ha. Nhìn em ha, vừa đẹp nè, đúng không, giỏi nè, lý do gì em lại có mặt ở đây? Mà người hay nói với em là hồng nhan bạc phận á chị. À, cái con đường tình duyên đó em nó hơi lận đận chút xíu. Em mình nói luôn coi nè. Dạ, là em đã từng trải qua một lần đò rồi. Lúc đó mình chưa có chuẩn bị sẵn sàng về những kiến thức hôn nhân gia đình, cho nên khi có những sự việc xảy đến thì mình không đủ khả năng để mà xử lý những việc đó, dẫn đến xung đột giữa hai vợ chồng nó ngày càng lớn đó. Cộng theo đó là bên gia đình chồng là không ủng hộ, tạo nhiều cái rào cản. À, nó đã kết thúc ở đây 3 năm rồi. Em có em bé chưa? Em có một bé trai 5 tuổi. Là ở với em? Dạ đúng rồi. Nhưng mà từ lúc chồng em bỏ em thì không, nhà chồng không có nuôi, không có chu cấp gì hết. Em trầm cảm trong vòng 2 tháng. Em đã từng tự tử luôn. Em đã từng tự tử luôn. Trời ơi, trời ơi, vậy, vậy? Em lấy chồng em còn khá là có điều kiện, cuộc sống đang rất là tốt. Sau đó nó rơi xuống vực thẳm, kinh tế đi xuống á, cho em ra khỏi nhà không một xu dính túi luôn. Con em lại khó nuôi nữa, cho nên lúc đó em có lỗi với con em rất là nhiều. Bây giờ cuộc sống nó thoải mái lại chưa em? Hiện tại bây giờ rất là tốt anh. Hãy nghĩ đến điều tích cực, đừng có bi quan nữa nha em gái. Chào em. Khi mà em nghe câu chuyện của bạn gái bên Rào thì cái cảm xúc của em ngay bây giờ như thế nào? Em cảm nhận là bạn ấy cũng đã trải qua một cái giai đoạn rất là khó khăn. Và em nghe là bạn ấy cũng đã từng tự tử thì em cũng suy nghĩ là bạn ấy khi mà tiến vào hôn nhân thì bạn ấy rất nghiêm túc và rất coi trọng, coi trọng hơn cả tính mạng của mình thì rất là ok. Rồi còn em thì sao? Cái đường tình duyên của em? Em thì cũng cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân. Thì em bây giờ cũng có một bé trai là cũng tháng 9 này nữa là 6 tuổi. Cái nguyên nhân chính cũng do là vấn đề tài chính thôi. Lúc đó hai đứa còn trẻ quá thì cũng mới ra trường đi làm, xong rồi về thì có con rồi, lúc đó mình cũng chưa vượt qua được. Gặp vợ chồng cứ mâu thuẫn nhau. Rồi bây giờ em trai muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì nói chung là cũng không có cái gì gọi là đòi hỏi. Em chỉ cần một cái người là đủ tinh tế một tí, đủ cảm thông. Tức là trong cuộc sống thì mình sẽ có rất là nhiều những cái thời điểm mà mình đôi lúc mình muốn làm đúng nhưng mà cũng có thể đôi khi nó lại cho mình sai. Thì cũng phải đủ bao dung để nhận ra vấn đề là ô, người đàn ông của mình không phải như vậy, nhưng mà do một cái số tác động nào đó hoặc là cái trường hợp đó, ý như anh không làm được điều đó không phải là do anh không muốn làm, mà là do là gặp một cái số trắc trở nào đó. Tức là phải đủ tinh tế, đủ bao dung cho người đàn ông mình một tí. Thế còn về ngoại hình thì sao? Ưa nhìn thôi, một thì cao tí, hai thì thấp luôn. Cao tí là nhiêu? Tức là khoảng từ 1m62, 63 gì đó. Còn nếu mà thấp thì thấp tí cũng được. Mình cao mét nhiêu vậy? Nếu như mang guốc 1m65, mang guốc 7 phân á. Vậy. Rồi nè, đó nè. Trời ơi, xinh vậy. Thì đó. Chào anh. Nhà trai nhìn thôi là thấy đồng ý rồi đó ha. Bây giờ em muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào em gái? Về ngoại hình là không cần phải đẹp trai, tại em không mê trai đẹp. Nhưng mà trước tiên là phải cao. Cao. Với lại phải có tướng chút xíu, cỡ như anh Quyền Linh á. Không thích ốm nha. Thích mập mập chút ha. Mập chút thấy dựa dẫm được. À. Đàn trai cao mét mấy vậy? Dạ em cao mét 71 thôi. 71. Đó, ngon lành, ngon lành. Về tính cách người đàn ông thì em muốn là họ trầm tính, ít nói thôi, nhưng mà làm nhiều. Và lại không thích một người quá coi trọng cái ngoại hình của mình á. Kiểu như đàn ông mà suốt ngày cứ chạy chuốt là em không thích rồi. Đúng rồi, chạy chuốt nó mất thời gian quá. Có yêu cầu gì về hàm răng không? Răng á, răng em tài trợ được. Được. Rồi, bây giờ thì em đi với ai vậy? Em đi với chị dâu và bé trợ lý của em. À. Con xin chào chú Quỳnh Linh và chào cô Hồng Vân. Chào cưng. Và chào tất cả mọi người ở đây ạ. Con là chị dâu của Trịnh Thị Hiếu. Và con thấy là bạn trai bên đây là cũng được. Hai người đã đến với nhau thì ý là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ thấy xứng ạ. Thấy xứng ha. Dạ dạ. À, trợ lý sao trợ lý? Dạ con xin chào cô chú ạ. Con thấy anh bên này cũng đẹp trai, thấy cũng hợp với chị ạ. Cao không? Dạ cao, đúng mập tiêu không? Chuẩn của chị ạ. Cái này anh này cũng không có mập nhưng mà tướng nhìn cũng được ạ. Rồi. Rồi bên nhà trai đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ ạ. Dạ em chào anh Hoàng Linh, chào chị Hồng Vân, chào hết khán giả. Thấy cũng đẹp, gái cũng dễ thương. Hai đứa cũng được. Có làm dâu gì không? Không có đòi hỏi dâu gì hết, mẹ chồng dễ lắm. Mẹ do mẹ hiền quá ha. Dạ. Mẹ chồng tương lai hiền đó. Bây giờ là hai người gặp mặt nha.
Yeah. Nào, mở rào. Nào bắt đầu đi Phú. Thì anh cũng có một món quà nhỏ kỷ niệm để tặng cho em. Dạ, yeah, em cảm ơn. Yeah. Em còn có chút quà em gửi anh. Anh. Cây này có tên là cây lưỡi hổ, thì nó có về ý nghĩa tâm linh, thì nó còn có chút xíu hỗ trợ cho mình trong cái việc kinh doanh. Cái tên của nó em rất là thích, thể hiện sự mạnh mẽ nam tính của người đàn ông. Rồi Hiếu mở quà của ảnh ra coi. Con gấu rất là dễ thương. Rồi em cảm ơn anh. Em tặng một con gấu thì em suy nghĩ là bạn ấy sẽ để một là ở chỗ phòng ngủ, hai là nơi làm việc, thì cứ nhìn thấy thì hy vọng là sẽ nhớ tới em thôi. Em có mạnh mẽ như gấu không? Em mạnh mẽ như cọp. Cái nhìn đầu tiên thì thấy là bạn rất là xinh, có một cái nụ cười rất là đẹp. Dạ. Yeah. Còn em thì gặp anh em hơi bất ngờ chút xíu, tại vì anh không có giống như tưởng tượng của em. Em phải nghĩ anh to hơn chút xíu. Thế là cũng vừa mới ốm đây đó. Chắc là tập thể dục nhiều quá hả? Yeah. Anh gặp em rồi á thì anh cảm giác như thế nào? Qua những cái nãy giờ mình ấy thì thấy là em là một người phụ nữ cũng bản lĩnh và tài giỏi. Nói chung là cũng khá là khó tìm. Không biết là hiện tại anh và vợ cũ của anh á thì mối quan hệ của hai người như thế nào nhỉ? Mình cũng hiện đại, mình ly hôn rồi nhưng mà ý là mình còn một cái ràng buộc, tức là con cái. Thì mình vẫn lâu lâu thì mình vẫn chở con qua rước con đi chơi. Tức là em với anh cũng đã từng trải qua một cái lần đổ vỡ rồi. Thì bây giờ ai cũng có con, thì anh suy nghĩ là nếu mà một người đàn ông đủ bao dung và đủ yêu thương cái người con của người vợ mới của mình, thì cũng đó là một cái để cho người vợ mới sẽ là yêu thương con. Muốn yêu thương con của mình được yêu thương thì trước hết mình phải yêu thương con của vợ chứ. Yeah. Phải cho đi thì mới nhận lại được. Với lại tương lai em cũng, nếu như em lập gia đình nữa thì em muốn có thêm một bé gái. Em rất thích con gái. Gái dễ thương lắm em. Dạ, yeah, giống như anh Quyền Linh đó. Đúng rồi. So với bạn thì thật sự là em chưa thành công được. Em cũng đang trong cái quá trình lập nghiệp, thì em cũng có tiêu chí, thì bữa giờ cũng do dịch bệnh thì cũng chưa làm được những kế hoạch của mình. Sau cái dịch này nếu mà ổn định thì cũng mở một cái công ty để ra làm riêng. Em lập nghiệp mà cách đây 3 năm á, thì em cũng đi làm cho các cơ sở khác thôi. Và em cũng mới khai trương được cơ sở riêng em được khoảng gần 2 tháng à. Thì anh có thể hỗ trợ em được mà, nói đi. Em sẵn sàng nhận sự hỗ trợ từ anh. Với lại em tin là một người có đầu óc kinh doanh như anh á thì sẽ giúp đỡ em rất là nhiều. Nhà anh có mấy anh chị em nhỉ? Có một đứa em gái nữa, lấy chồng và ở gần đây luôn. Thực ra em không được may mắn trong cuộc hôn nhân lần trước, lại không nhận được tình yêu thương của ba mẹ chồng. Em rất ao ước nếu cuộc hôn nhân thứ hai diễn ra, em sẽ được gần gũi ba mẹ chồng giống như ba mẹ của em. Em muốn mỗi lần cãi nhau với chồng, em sẽ về mét mẹ chồng, em sẽ làm đồng với mẹ chồng. Em rất là ao ước có một mẹ chồng gọi là hiểu hiện đại chút xíu. Hai mẹ con cùng làm đẹp, cùng đi shopping, cùng đi spa. Em rất là thích điều đó. Bây giờ nhìn mẹ chồng đây là thấy đúng như cái điều mà em ước luôn rồi. Dạ. Đó. Em không ngại vấn đề làm dâu, nhưng mà nếu như vợ chồng ở riêng á, thì sẽ có không gian riêng và tình cảm nó sẽ tốt hơn. Mình có thể ở gần, thường xuyên về nhà mẹ. Ví dụ như ăn cơm ké đó. Chứ còn nếu ở chung thì em vẫn không thích. Thì đó, hai đứa kiếm cái nhà kế mẹ thôi, bước qua bước lại. Em trai, em Phú bước tới, hãy nắm tay bạn Nana. Em hãy nói lên tất cả những suy nghĩ của mình với bạn ấy. Nãy giờ em hồi hộp quá, đổ mồ hôi quá. Kệ nó. Nào bây giờ càng hồi hộp hơn nữa. Hãy nắm tay bạn gái. Rồi cho anh xin phép được nắm tay. Nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Ngày hôm nay thì cũng có cái duyên gặp nhau. Thì nói chung là sau những cái chia sẻ nãy giờ thì thấy là cũng có nhiều cái nó cũng tương đồng. Có nhiều cái cũng rất là hay. Yeah. Em thấy ảnh nói với em mà không dám nhìn vô mắt em. Thì là có dấu hiệu đang rối loạn nhịp tim rồi đó. Đang rối loạn tiền đình. Rối loạn nhịp tim. Anh không dám nhìn em. Rối loạn tiền đình là mệt lắm á. Anh cầm tay em mà anh rung không mà. Phú mạnh dạn lên nhìn thẳng vào mắt của Nana rồi hát một câu gì đó. Anh thì cũng rất là thích nhạc rap. Em thích rap. Bài rap này cũng hơi buồn nhưng mà nói chung là anh cũng rất là thích bài này. Em, lúc mình buồn thì trời vừa thở hắt. Mưa tháng 7 là cơn mưa dạo dặt lẫn vị tình yêu mà anh đã lỡ mất. Hẳn ai cũng từng nếm trải cảm giác trong lòng mình em ha. Cũng như em từng đau khổ vì họ rồi lại thức trắng bao đêm qua.
Nếu như có dịp ngồi lại, anh xin phép được kể cho em nghe. Bình yên của anh thì cũng giống như họ là có em ngồi phía sau xe. Hay quá à. Bài hát rất là ý nghĩa luôn. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi. Và hãy làm theo con tim mách bảo nha các bạn. Tim rung động sao là mình bấm vậy nghe. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Nào hãy tiến tới và nắm tay cô gái ấy. Nắm tay đi Phú. Để xin phép nắm tay. Bắt đầu từ bây giờ, các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Còn Hiếu nói gì với mẹ của Phú đi. Dạ con chào cô, chào hai anh. Thì lần đầu tiên con gặp cô, cái điều cảm nhận đầu tiên về cô là cô rất là hiền, rất là phúc hậu. Và nhìn cô cũng hơi xì tin, từ đó là con rất là thích một mẫu người mẹ chồng như vậy. Nếu như con và anh Phú có cơ duyên đến với nhau, con hy vọng là con anh Phú sẽ bù đắp lại những điều tổn thương con trong quá khứ. Và con sẽ được có được một người mẹ chồng, một người chồng đúng như con mong ước. Hay quá. Hôn đầu tiên. Bắt đầu đi Phú. Sao những lúc như thế này em hồi hộp. Một lần nữa cảm ơn các bạn và chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ em cảm ơn anh chị. Cảm ơn hai đứa nha. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cặp đôi đầu tiên. Họ đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau thưa quý vị. Tôi với ông hôm nay là phong thủy tốt nè. Bây giờ coi cái cặp thứ hai coi làm sao nha. Bây giờ ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Tật xấu có nghĩa là chắc phải để bạn nữ khám phá quá. Khám phá? Anh phải nói đây cho em biết chứ. Em thích anh thích em vậy đó. Vậy đó. Dạ. Rồi anh trả lời sao? Thì anh thích con gái. Anh thích con gái. À, thấy chưa? Thích con gái. Anh là một người sống rất là đơn giản. Dạ. Yêu ghét rõ ràng. Và cũng muốn có được một cái người phụ nữ để mà chia sẻ những cái câu chuyện buồn vui. Dạ. Hôm nay gặp Lan thì mình cũng rất là mừng. Mừng vì gặp được một người bạn rất là đáng yêu. Và cảm ơn chương trình rất là nhiều vì đã lựa chọn cho mình con gái. Và mình rất là thích. Mời đàn trai. Rồi, chào đàn trai. Mời đi em. Xin mời đàn gái. Bây giờ hai bên có mặt là mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, trước hết là em chào anh Quyền Linh cùng cô Hồng Vân. Toàn sao lại anh Quyền Linh mà cô Hồng Vân là sao, lý do? Coi nó giới thiệu lại. Đó, chào lại coi sao nè, không tôi đi về. Tôi đi về đó, tôi không mai mối gì đâu nghe. Giận rồi đó. Dạ, chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân. Ừ, ừ, tôi tiếp tục này... làm mai. Ừ. Em tên là gì? Dạ, em là Nguyễn Nhật Quang. Sinh năm 1987, quê quán là Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Giờ Quang đang làm ở đâu? Dạ, mua bán tự do ở bên Tân Phú. À, ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Rồi, mình giới thiệu về mình đi mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh, anh bạn kế bên và các khán giả đang xem chương trình hôm nay ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Lan, năm nay em 30 tuổi, em hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm tại Bệnh viện Phụ sản Mê Công, về phòng kế hoạch tổng hợp, về mảng chăm sóc khách hàng ạ. Lan có thể cho đàn trai biết chút xíu ưu điểm và khuyết điểm của mình được không Lan? Ưu điểm của em là dễ gần, thân thiện, có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng tốt. Bây giờ mình có cái điểm xấu nào không? Em có tật xấu là em nói chuyện chảy nước. Nói chuyện điệu chảy nước đúng không? Em ơi khoan, anh nghe cái vụ này anh thấy kỳ nha. Thuyết phục khách hàng tới đó đẻ mà chảy nước. Thuyết phục xong mà ta đẻ luôn giữa chừng luôn rồi đó. Em thử coi cái lúc mà em thuyết phục khách hàng á, em sẽ nói kiểu như thế nào mà. Ví dụ nói là anh chảy nước đẻ nè, anh đang có bầu nè. Chị ơi, bây giờ tôi muốn tới đó sanh đẻ đó thì tôi làm sao hả chị? Nói đi tôi muốn thuyết phục nè. À, chị chờ em một chút nha, em sẽ tư vấn cho chị. Trời ơi, tôi mất đẻ lắm rồi. Hả? Nhanh lên để tôi coi tới bệnh viện nào nè. Ôi, chị thích tới bệnh viện chưa chị? Chị đang ở bệnh viện rồi ạ? Tôi đang ở nhà mà tôi đau rồi. 9 tháng 9 ngày rồi.
Chết rồi, vậy mình phải gọi xe taxi đến nhanh nha chị. Tôi đẻ đó, tôi được cái gì nè? Trời, chị đến nay sẽ được em chăm sóc tận tình nè. Nhưng mà tôi đẻ đó, tôi được cái gì? Bệnh viện em có các bác sĩ chuyên nghiệp và các nữ sinh tận tình chăm sóc chị đó. Trong đó có em là nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ mình nữa. Từ lúc mỗi lúc, mỗi nơi, lúc mình nào chị cần ạ. Đẻ đâu mắc không? Chi phí nó không hến đến nổi đâu chị. Trong khả năng của mình em nghĩ vậy á. Rồi chịu đẻ chưa bà nội? Chị sao rồi? Bà chịu đẻ chưa bà nội? Sao rồi? Tôi đẻ luôn rồi. Trời ơi, đó. Thuyết phục vậy đó anh thấy được không? Dạ tốt ạ. Tốt hả? Bài bản anh. Còn mình là sao? Ưu khuyết điểm sao, giới thiệu cho đàn gái biết đi. Em thì rất là nhiều bạn. Trước đây em tốt nghiệp kiến trúc. Làm thì chuyển về làm gia đình, về nghề vải. Và em chuyển qua bán quần áo, về thời trang. Bán quần áo con trai hơn gái? Dạ, đồ nam. Rồi. Ủa làm đó. Sao là cái đó điểm mạnh là đi bán đồ hả? Dạ, điểm sao? Mạnh là hiện tại là cái rất nghiệp. Là nhiều bạn Em giao thiệp rộng đúng không? Dạ, đúng rồi. Có tật xấu gì không? Có tật xấu gì không kìa? Tật xấu có nghĩa là chắc phải để bạn nữ khám phá quá. Khám phá? Anh phải nói đây để em biết chứ. Sao thấy có vẻ châu chuốt quá vậy? Tại vì em cũng quen biết với lại mấy anh em thiết kế. Cho nên lúc nào là cũng đi ra đường với một tâm thế là lúc nào cũng gọn gàng châu chuốt. Bóng bẫy đó. Bóng hả? Có bóng không? Bóng bẫy. Ta phải để chữ bẫy vô. Nhưng mà cái mắt của Linh kỳ lắm. Mắt của Linh là bóng bẫy rất là nhẹ nhàng. Ở ngoài đời em là bạn nam thích em nhiều hay là bạn nữ thích em nhiều? Đến chương trình thì em cũng tìm bạn gái nên em cũng ít gặp bạn gái nhiều. Tức là cái khuyết điểm của em hiện tại đó là chưa dám, không có chủ động trong các mối quan hệ đối với bạn nữ, đúng không? Và tìm hiểu các bạn nữ. Mấy bạn nam thì mấy anh em có như nào thì đó là của người ta. Mình chỉ bạn bè thôi. Tức là cũng có con trai thích, cũng có con gái thích. Thì cũng có một vài người ngỏ lời lên nữa. Có ngỏ lời không? Ai ngỏ lời hả? Dạ có chứ. Ngỏ lời sao? Thì ví dụ như em thích anh thích em vậy đó. Vậy đó. Dạ. Rồi anh trả lời sao? Thì anh thích con gái. Anh thích con gái. À thấy chưa, thích con gái. Lo cái chỗ đó nhất á. Vậy mà cuộc sống nó hấp dẫn vậy. Nói nghe nè, em tưởng tượng về cái mẫu người bạn gái của em phải như thế nào? Ngoan hiền, trắng, cao, dễ thương, trẻ, khỏe mạnh, nhanh nhạy, lên lẹ thì trong đó đã có sức khỏe rồi. Là bây giờ em đã sẵn sàng lấy vợ chưa? 34 tuổi rồi đó. Dạ, đã sẵn sàng để lập gia đình rồi chị. Nếu như ví dụ gặp cái người bạn mà ưng ý mình cái là bao lâu thì em lập gia đình? 6 tháng. Trời, ta nhanh luôn. Dạ, kể đó. Nhưng mà trước khi anh qua gặp đàn gái, em hãy cho đàn gái biết là em đã trải qua cái đường tình duyên như thế nào? Mấy mối tình? Dạ, cũng vài mối tình. Mối dài nhất là nhiêu? Cũng vài năm. Tại sao chia tay? Dạ, tại vì cô ấy qua nước ngoài. Còn mình thì mới cũng trắc trở nên là nhiều cái không hiểu nhau. Rồi, sao mà cách lòng rồi đúng không? Chào em gái. Chào anh. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là khoảng vài tháng. Rồi. Mối tình thứ hai là khoảng gần 8 năm. 8 năm. Chia tay. Dạ. Lý do? Dạ, chắc do đó còn trẻ mê trai anh. Em quen bạn đó vì em mê trai. Mê trai em mới quen bạn đó. Nhưng mà đừng hỏi lý do tại sao em chia tay bạn dạ, đó. Vì bạn em không có ý chí hả? Còn một người ý chí vươn lên trong công việc và cuộc sống. Chứ không phải em mê trai, em yêu bạn 8 năm sao em thấy con trai kia đẹp hơn em bỏ bạn đó. Dạ không có. Thấy chưa, nãy hiểu lầm, nói dễ hiểu lầm lắm á. Mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Dạ, cao hơn em, chân thành trong tình cảm à. Em thích giống ai nè? Em thích giống thủ môn Đặng Văn Lâm. Đây cũng giống rồi nha. Con nét giống Đặng Văn Lâm á. Cái bạn nam bệnh á. Được á. Bây giờ á, em ghét điều gì ở đàn ông nè? Dạ, em ghét con trai mà hay nhậu nhiều. Nhậu nhiều có không? Lâu lâu cũng có nhưng mà không có nhậu. Dạ. Rồi ghét gì nữa? Dạ, lăng nhăng. Lăng nhăng, ta đó có mối tình có mấy năm mà. Dạ. Tại vì người ta đi nước ngoài ta mới chia tay thôi. Dạ, anh có keo kiệt không anh? Keo kiệt có không? Keo kiệt á hả? Chắc cũng có. Chắc cũng có. Chút không sao anh. Là sao? Keo kiệt sao, cỡ keo kiệt nhất của em là sao đâu cưng? Phụ nữ giống như đôi khi muốn mua gì đó mà cái em thấy cái đó ở nhà nó cũng có thì thôi ở nhà dùng tạm đi để dành mua cái nào lớn hơn, chứ cái đó nhiều khi xài không đủ phí. Dạ em cũng vậy đó. Ví dụ như giờ người ta nói anh ơi, mà có loại son mới ra Yurika đó, nhưng nhà em còn em quá trời son luôn, nhưng mà Yurika mới ra bộ 5 cây 5 màu
thì anh muốn mua thêm để chơi gì đó mà được không? À, nhưng mà cái đó tốt hơn những cái khác sao? Xài thử đi. Mấy cái kia cũng tốt. Mua nhiều, mua cây thôi, mua cây xài thử. Không, mua được. Muốn mua 5 cây, cây à, muốn mua 5 cây xài luôn à? Được không? Chắc được chứ. Chắc được nha. Suy nghĩ. À, nói chung là cậu ấy có một chút gọi là keo keo nhưng mà tính toán cho gia đình thôi. Dạ. Thấy không? Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mấy chị đồng nghiệp và chị họ của em ạ. Rồi, xin mời đại diện đàn gái cho tôi xin ý kiến coi. Dạ, em xin kính chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và chào hai em. Em là chị đồng nghiệp của bé Lan. Thì Lan ơi, chị thấy bên đàn trai rất là dễ thương, hai người rất là xứng đôi. Tiêu chuẩn của em á với bé Lan là chị thấy đáp ứng hết luôn. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi, Quang đi với ai? Dạ, có bố mẹ và em trai, em dâu. À, có bố mẹ rồi, xin chào cô chú. Chào hai bác, chào anh ạ. Xin chào MC Hồng Vân và Quyền Linh. Và xin chào khán giả màn hình nhỏ. Tôi là mẹ của cháu Nhật Quang á. Thì nói chung là bên này nhận xét về cô dâu đây là cô con gái đây là rất là dễ thương. Đến đây thì giống như là mình đã có một cái cơ hội. Thì cô nghĩ rằng là con và bạn bên này là cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu thêm. Cô nghĩ rằng là con nên về đợi cô nha. Đợi cô á, về mặt mà tình cảm thì con cứ yên tâm đi, về đợi cô là phụ nữ. Cô sẽ ủng hộ con hết mình đó, khi mà có chuyện gì. Dạ con cảm ơn cô. Tuyệt vời quá. Dễ thương quá. Rồi cảm ơn hai họ nha. Bây giờ mình mở rào coi hai đội cảm nhận gì nhau thế nào. Mở rào. Vấn đề là của Quang đấy. Dạ, hồi hộp quá anh. Thoải mái lên nào Quang, thoải mái lên. Dạ. Bắt đầu đi Quang. Chào bạn. Dạ, chào anh. Có gửi những bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Chúc em luôn lúc nào cũng tươi như hoa. Dạ, dạ. Em có món quà muốn tặng anh. Em tặng anh cuốn sách đó, Đừng bao giờ đi ăn một mình á. Khi nào anh muốn đi ăn hay gọi em đi ăn chung ha. Nhất định rồi. Dạ, và có một bài thơ muốn tặng anh nữa. Dạ. Hôm nay bạn muốn hẹn hò, ông tơ bà mối đưa đò xe duyên. Em thì lận đận chân chuyên, vì người chưa đến vì duyên chưa màn. Không cần anh đẹp cao sang, chỉ cần anh tốt sẵn sàng thương em. Thương em lòng phải cho tròn, đừng yêu đừng đến khi còn vắng hương. Đôi dòng bày tỏ yêu thương, mong rằng anh sẽ chung đường với em. Cảm ơn Lan. Đáp lại liền Quang. Anh Quang hát đi anh Quang. Anh muốn hát bài gì để tặng em ạ? Bài chân tình ha. Dạ, bài đó em thích đó. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng, em đẹp như những sớm mai. Những nhọc nhằn chớm quen, nơi cuối đường có em, riêng chờ đợi anh. Rồi, hay rồi. Hát rất hay ạ. Được rồi đó, về vị trí ngồi đi các bạn. Mình cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Cô gái đáng yêu anh ạ. Em có theo cái tiêu chuẩn của anh đang tìm không ạ? Có. Dạ. Lan thấy mình như nào? Dạ, em cảm nhận anh là nhìn anh rất là đáng yêu và dễ thương, đẹp trai hơn em nghĩ. Dạ, và anh cũng yêu tính nữa. Cảm ơn Lan. Dạ. Còn em nghĩ về Lan thế nào, nói cho cô biết đi. Lan có thích du lịch không ta? Dạ có, em thích đi du lịch lắm anh. Dạ, hay đi làm từ thiện nữa. Tốt quá hả? Lan có thể cho mình một tuần được bao nhiêu ngày để mà có thể là mình cùng hẹn nhau ăn uống? Dạ một tuần thì em đi làm từ thứ hai thứ bảy à. Em thì cũng rảnh vào buổi tối thì em có thể sắp xếp đến 2-3 ngày để gặp anh. Dạ. Còn anh như thế nào ạ? À? Mình thì rất sẵn sàng, rất là vui. Dạ. Lan có thích chơi với lại các cháu hoặc là có hay nói chuyện với bà hoặc các gì hay không? Dạ có, em thích con nít lắm, em hay nói chuyện với gì, cũng hay đi chơi với gì với các cháu ở nhà, hay dạy cháu dạy học cho cháu. Tại vì nhà mình thì các gì rất là đông, dạ. Tới 9 người, phía ngoại, phía nội chắc 7-8 người nữa. Dạ. Nên là nếu mà đám tiệc hoặc là có những cái cuộc gặp gỡ sẽ giao lưu rất là nhiều. Dạ. Và mình cũng thích phụ nữ có cái chủ động trong cái vấn đề đó. Dạ. Để mà kết nối gia đình nhiều hơn, kể cả các cháu. Em thích con nít lắm. Con nít. Thì em làm trong môi trường bệnh viện á, thì gặp các bà bầu với em bé thì nhiều nên nhìn mấy bé rất là đáng yêu, thích. Hai người nói chuyện cũng cưng lắm á. Giờ này nè,
Em hãy nói những cái suy nghĩ tận trái tim của mình về cuộc nói chuyện từ nãy giờ. Giờ tôi đề nghị hai bạn đứng lên nắm tay nhau, bạn nắm tay nhau để cảm nhận cái điện nó có đồng điện không? Đó, nắm tay đi. Nắm hai tay. Nhìn thẳng vào nhau, nhìn thẳng vào nhau, đừng có nhìn đi đâu hết trơn á. Sự anh là một người sống rất là đơn giản. Yêu ghét rõ ràng và cũng muốn có được một cái người phụ nữ để mà chia sẻ những cái câu chuyện buồn vui. Dạ. Hôm nay gặp Lan thì mình cũng rất là mừng. Mừng vì gặp được một người bạn rất là đáng yêu. Và cảm ơn chương trình rất là nhiều vì đã lựa chọn cho mình cô gái. Và mình rất là thích. Em cảm ơn. Em cảm ơn là chia sẻ của anh rất nhiều ạ. Lan cảm nhận Quang thế nào? Em cảm nhận anh là một người mà giống như em đang cần tìm vậy. Không run tay. Hồi hộp quá anh. Lâu rồi mới nắm tay trai hồi hộp. Rồi, về chỗ ngồi đi các bạn. Dạ đó. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại một lần nữa xem những gì đã động lại trong trái tim mình. Và kiểm tra thật sự xem đây có phải một nửa mảnh ghép tương lai của mình hay không? Bấm nút là trao duyên đi. Bấm nút là chúng ta đồng ý hẹn hò và tiến xa hơn nữa. Trước mắt của ba mẹ, bạn bè, người thân và hàng triệu khán giả, chúng ta phải sống thật bằng trái tim của mình các bạn nhé. Bấm nút thật, yêu thương thật, suy nghĩ thật và có trách nhiệm thật với những gì mình đã nói. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta quyết định điều đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. Quang là người bấm liên tục đó các bạn. Nắm tay nhau đi Quang với Lan. Yeah. Em cảm ơn anh Linh, cảm ơn chị Hồng Vân cùng với Lan. Bây giờ nè, trước mặt bố mẹ của Quang nè, Lan muốn nói điều gì đi? Dạ, em chào hai bác, chào anh chị ạ. Hôm nay là tụi con chính thức là hẹn hò, mong hai bác chấp nhận cho tình yêu của hai đứa con hả? Đó, bắt tay gái gật đầu đó. Mình nắm tay. Dạ, nắm tay. Ủa, không phải bắt tay? Dạ, nắm tay. Nắm xen tay. Xen tay. Rồi. Ôi, da mềm ha. Hôn nụ hôn đầu tiên. Hôn má. Dạ, hôn má luôn hả? Ừ. Dạ, dán cái tóc ra. Em cho anh hôn cùng hôn nha. Ngọt cái lỗ tai của người ta, cái má ngoài. Dạ, cái má ngoài chỗ nào anh? Thì cái má chứ không phải trong lỗ tai. Chỗ cái má. Lan hung lại cái, Lan cho nó đỡ rung lên. Hai này dễ thương lắm nha. Cái mặt hân cưng dễ sợ. Không có thật sự thấy cưng lắm, hai đứa dễ thương lắm á. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúng ta giữ lấy để vào đó xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Và nhớ những gì nãy giờ mình nói trên truyền hình, nó là biên bản của tình yêu. Yeah. Không thể làm sai với tất cả điều đó nha các bạn nha. Bắt đầu từ bây giờ các bạn không phải đi ăn một mình nữa, mà các bạn sẽ đi đôi với nhau, ăn để trò chuyện với nhau, để hiểu yêu nhau nhiều hơn. Chúc các bạn sớm về chung một đội, giống như là mẹ của mẹ, nói mẹ nãy nói đó ha. À, dẫn về đội nhà đi. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh sẽ mời quý vị đến với cặp đôi thứ nhì.